Oh, now I see the record button. You see it? Die. Hi, Jenny. How are you? Good. How are you, Ken? Good. Ok, anh em mình có việc mắc cười nhưng mà mình sẽ giải thích sau. Nhưng mà cái đoạn Bí mật, này bí á, mật. bí mật. Cái tập này đó thì Jenny với Ken đó nói tiếng Việt vì hai người Ken với Jenny sinh ở bên Mỹ nhưng mà làm việc nhiều với cộng đồng Việt Nam. Ken muốn làm cái đoạn này, cái tập này trong tiếng Việt là tại vì khuyến khích những em mà sống nước ngoài đó, mặc dù Ken với Jenny sinh đẻ bên Mỹ nhưng mà mình cố gắng nói cái tiếng của mẹ đẻ để cho thưởng thức được rất là nhiều cái nội dung của người Việt Nam. Xin lỗi nếu mà Ken không có nói được lưu loát, nhưng mà mình cố gắng đã thông tư tưởng qua những cái câu chuyện mình kể. Ken muốn nói là Ken biết là Jenny có một cái đường lối trong cái đường nghệ sĩ là spoken word, tại vì Ken mới thấy là Jenny làm cái đó rất là nhiều năm, thì Jenny có thể giải thích cái đề tài spoken word nó như thế nào không? Trước khi Jenny phải nói là mặc dù Jenny và Ken biết nhau cũng mấy chục năm nhưng mà cái này là lần đầu tiên mà mình nói tiếng Việt với nhau á. Đúng rồi, nó hơi ngần Đúng ngừ rồi, thường mình nói tiếng Anh cho nó nhanh. nhưng mà Nhưng mà nói chung là Jenny cũng cũng hên là lúc mà còn nhỏ là mình rất là thân với ông bà ngoại, thì là mình nói tiếng Việt từ nhỏ. Xong rồi, nhưng mà dĩ nhiên lúc đó là mình chỉ có nói chuyện về xung quanh, về nhà hay là ăn uống, đi học hay gì đó. Thì mấy cái đề tài mà nó sẽ phức tạp hơn thì là sau khi mình về Việt Nam, mình bắt đầu làm việc ở Việt Nam thì mình với tiến bộ nhiều hơn. Nhưng mà anyway thì bây giờ bắt đầu từ cái thời gian thơ. Có nghĩa là mình vẫn còn là nhà làm thơ. Nhưng mà có một thời gian mà mình làm kiểu mà làm thơ chuyên nghiệp, I guess. Thì thì về cái vụ mà viết thì Jenny rất là thích viết từ nhỏ rồi, từ từ học nếu mà học cấp 1 rồi thì hay viết truyện nhỏ, truyện ngắn như nào. Xong rồi lúc mà đi tới đại học thì là Jenny tham gia một cái bên Mỹ gọi là open mic, là giống như một cái sân chơi và họ sẽ mở rộng cái sân khấu mà ai muốn, ai chỉ có mình chỉ có viết đăng ký, xong mình có thể lên sân khấu biểu diễn thường khoảng 5 phút. Thì là nếu như mình ca hát thì mình có thể hát một bài hay là hai bài ngắn, hay là mình sẽ lên đọc một cái bài thơ, hay là mình sẽ lên nhảy, hay là múa, hay là nói chung là, hay là làm một cái diễn một cái tấu hài gì đó, nói chung là làm gì cũng được và không cần thiết là hay. Nhiều khi không hay thì nhưng mà nếu mình nó luôn luôn có một cái cảm hứng nó rất là hay, tại vì nhiều khi mình đi một cái show, một cái biểu diễn thì là mình đi mấy người mà chuyên nghiệp thì dĩ nhiên mấy người chuyên nghiệp cũng hay, nhưng mà mấy người mà giữ mà chưa chuyên nghiệp mà có cái máu lửa, nó sẽ cho mình một cái cảm hứng rất là đặc biệt. Thì cái thời đó là Jenny bắt đầu đi xem mấy cái thứ mà mình gọi là spoken word là kiểu mà bài thơ mà biểu diễn. Thì dĩ nhiên có mà bài thơ là mình sẽ viết, giống như mình sẽ đọc trong một cái cuốn sách, thì nó có thể là mình đọc cuốn sách thì là cho bản thân mình nó sẽ hơi khác nếu như mình viết một cái bài thơ để cho mình biểu diễn cho người ta. Thì bản thân Jenny là một người mà thích biểu diễn, cái gì cũng thích biểu diễn, thì là lúc mà mình bắt đầu viết thơ mà kiểu mà không có phải là viết thơ là để cho đọc, mà viết thơ để cho diễn, nên thêm một cái lớp khác, thì mình rất là thích nó. Thì là ở đại học của Jenny là UCLA, thì ở UCLA bên Los Angeles là nó có một cái đêm mà gửi kiểu open mic, xong rồi Jenny đăng ký tham gia. Nhưng mà lúc đó Jenny lại học rất là kỹ để cho mình thuộc tất cả lời của mình, xong mình lên mình biểu diễn trong 10 phút. Dĩ nhiên cái đó là cái thời đầu thì là coi như là tất cả bài thơ của mình là về tình yêu hay là đang ước gì có tình yêu đơn phương, tình yêu đã rơi, tình you know xong rồi nhưng mà luôn luôn sẽ có một cái tí hài trong đó, là thì Jenny diễn xong Jenny cảm thấy rất là đã, thì sau đó mình quyết định mình sẽ đi theo luôn. Thì coi như là mỗi lần nó có một cái chỗ mà kiểu open mic ở đâu đó thì là mình sẽ đăng ký, mình sẽ thử, mình sẽ lên. Thường mình không có mời ai đi hết thì mình ngại á, tại vì kiểu mình lúc đầu thật sự mình không có hay, lúc đầu mình không có giỏi, sau đây mình rất là giỏi. Thì cái thời đó là mình chỉ có lên để cho mình rút kinh nghiệm,
mình thử nhiều khán giả, mình coi ai vỗ tay, ai sẽ phản ứng, vân vân. Thì ở trong thì xong rồi sau đó thì là năm 2001 là có một cái bạn thân của Jenny tên là Trâm Lê, là cổ bắt đầu một cái, cổ gom một cái triển lãm là gọi là 40 under 40, là 40 người nghệ sĩ người Việt Nam tổng quát, người Việt kiều hay Việt Nam và dưới 40 tuổi nghệ sĩ, là 40 nghệ sĩ dưới 40 tuổi. Ôi, là trong một cái cái triển lãm nó gọi là FOB, là Pháp, là viết tắt cho Fresh Off the Boat, là kiểu mà mấy người mới qua Mỹ, là thường là mới qua từ Việt Nam là gọi là xến, là quê. Thì coi như là mình lấy cái từ đó, là cái từ đó là xấu, mình lấy cái từ đó là mình giữ lại, mình làm cho nó một cái từ mà rất là lạc quan, rất là tích cực. Thì là trong cái nhóm đó, thì lúc mà Jenny đăng ký là một người sẽ biểu diễn thơ, xong mà trong cùng lúc sẽ có hai bạn khác là Taylor Ngô và Đỗ Lê Anh Đào cũng đăng ký là sẽ viết thơ. Thì sau đó là Trâm nói là Jenny có hai bạn khác cũng là đăng ký là thơ, hay là ba người có nên tổng hợp làm một cái collaboration, làm viết kiểu như diễn cùng nhau. Xong mình nói là ok, thôi thử mình gặp hai bạn kia mình coi như thế nào. Thì lúc mà ba người gặp nhau thì là mình đã biết nhau, để mình đi cùng trường học mà cùng lớp luôn. Nhưng mà lúc đó mình gặp nhau để cho mình đi sâu hơn, bắt đầu nói chuyện về thơ, nói chuyện về cái mình đọc thơ của nhau, và mình thấy là ba người rất là hợp, ba cô nàng Việt kiều mà khác, giống như Taylor và Jenny là sinh ở Việt Nam, còn anh Đào thì sinh ở Việt Nam. Taylor và Jenny là sinh ở bên Mỹ, còn Taylor thì là anh Đào thì là sinh ở Việt Nam, xong rồi qua tới Mỹ. Thì là mình có ba cái hướng nhìn khác nhau, mà đúng là cũng là ba phụ nữ mạnh mẽ. Thì mình form một cái group là mình gọi là My Peace, là mai là giống như hoa mai. Thì là mình bắt đầu ra một cái biểu diễn cho cái đêm đó, là Jenny đọc thơ, xong rồi Taylor đọc thơ, xong rồi anh Đào đọc thơ, xong rồi mình viết thơ cùng nhau, là biểu diễn cùng nhau luôn. Thì từ đó mình bị cái nhóm mình rất là đặc biệt, là cái thời đó là về cái thế giới thơ đó là rất là ít người Á Châu, là một, còn người Việt Nam là còn hiếm hơn. Hiếm nữa. Thì là coi như là không có luôn á. Thì là mình bắt đầu, người ta bắt đầu book mình đi, là đi kêu gọi đi làm biểu diễn một cái đêm này, cái show này cái kia. Xong rồi coi như là mình biểu diễn rất là nhiều. Thì là 2004 tới 2006 mình quyết định mình sẽ mở một cái open mic riêng, là coi như là cũng là một cái sân chơi. Thì ba người mình là ban tổ chức, mình kêu gọi thêm nghệ sĩ mà mình muốn nhờ nuôi cái thế hệ tiếp theo kiểu vậy. Thì là cái thầy này rất là đặc biệt, là mình tổ chức ở quận Cam, là một lần một đêm một tháng, thì mình sẽ kiểu mà mình là người MC host, mình cũng lên đọc thơ, xong rồi mình gặp rất là nhiều nghệ sĩ từ đó, nghệ sĩ trong cộng đồng luôn. Mà cái thời gian đó là những cái chương trình đó là host ở một cái vũ trường hay là host ở đâu, mà bao nhiêu người đi? Mình host cái đầu tiên á, mình host trong một quán cà phê. Coi như tất cả là ở quán cà phê. là cái đầu tiên là mấy có 10 người, 15 người, xong rồi mình tìm một cái venue lớn hơn, 20 người, 30 người. Xong rồi sau đây thì là sau đây là 2006 là mình kết thúc, vì ai cũng ở nơi khác nhau, và lúc đó Jenny bắt đầu theo nghề điện ảnh thì là không có thời gian nữa. Thì là từ 2004 tới 2006 là không có gì xảy ra. Tới 2010, tự nhiên 2010 có một cái nhóm mới, họ mở lại cái sân khấu đó. Mà họ không có gọi là, cái thời mình là mình gọi là one mic, còn cái thời mới mình gọi là common ground, là sân chơi chung. Xong rồi họ coi như là mình là bà cố, xong rồi họ là cái cháu gì đó. Xong rồi họ mấy đời là, sau là, đó yeah, đời sau là cái nhóm đó họ mở lại. Xong rồi mà họ có cái chỗ mà còn lớn hơn mình luôn, tại vì bây giờ cái giống như cái không khí, cái cộng đồng nó thay đổi á, và nhiều nghệ sĩ hơn, nhiều nghệ sĩ Việt Nam hơn, nhiều người theo nghề hơn. Thì là mới đây là họ mới chúc mừng, họ mới tổ chức cái kỷ niệm 10 năm. So họ cũng mời Jenny về đọc thơ, mà mình đọc qua Zoom. Thì nói chung là rất là vui, là mình đúng là mình cảm giác bà cổ thì có một số người mà biểu diễn mình có thể đẻ họ. Yeah. Wow. Hay thì, I could dare you.
But anyway, so cái thời Jenny làm thơ rất là đặc biệt, tại vì mình dĩ nhiên mình làm, tại vì giống như mình làm thơ nó khác làm điện ảnh hay là làm diễn viên hay gì đó, tại vì cái chất của người mà làm thơ là tất cả thứ mà mình viết là mình, giống như mình lột xác ra là cái gì mà mình nói là mà người mà đang xem mình diễn á, là nó là đây là ý tưởng Đây là của Jenny, mà cái nội không có phải là dung, mình là nhân vật. mà cái nội dung thời gian mà Jenny mới bắt đầu á là về viết về về những cái đề tài gì? Thì đầu tiên là tình yêu, of course. Sau đó là bắt đầu mình, tại vì thật sự Jenny là sinh ở bên Mỹ, sinh ở bên Houston, Texas. Coi như là Jenny sống tất cả mấy cái thành phố Việt Nam mà lớn nhất là từ Texas, từ Houston tới San Jose, tới LA, tới Quận Cam, tới Sài Gòn. Coi như là luôn luôn người Việt Nam xung quanh mình. Nhưng mặc dù ở Houston có cộng đồng Việt Nam rất là lớn, nhưng mà mình không có nhiều bạn bè Việt Nam ở ngoài mấy bạn mà một là gia đình của mình hoặc là bạn của bố mẹ. Thì là Jenny tin là theo Jenny là mấy người mà Việt kiều mà ở bên Mỹ, dĩ nhiên không không phải tất cả Việt kiều là gia đình là người tị nạn, nhưng mà trong cái gia đình Việt Nam tị nạn đó thì là thường nó là hai 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 loại khác nhau. Là một loại là kiểu mà mình phải biết Việt Nam là ở đâu, lịch sử là như thế nào, cái chiến tranh như thế nào, cái chi tiết là như thế nào, mình là người Việt Nam, mình là da vàng mũi tẹt, mình phải tự hào đó đó đó. Xong rồi có Con cái rồng cháu một tiên. đừng cần rồng cháu tiên vân vân. Xong rồi có cái nhóm khác là kiểu mà cái chiến tranh đã qua rồi, cái đó là quá khứ hồi xưa rồi, bây giờ con đừng có lo về mấy cái vụ đó, bây giờ con học giỏi thành công, không sẽ không muốn khổ, không muốn bị không có muốn tiêu cực gì nữa, là cái là chỉ có tập trung về là về cái việc của mình thôi. Thì là bên nội của Jenny là rất là Việt Nam, còn ở bên ngoại á, thì là đừng lo, không có đừng có suy nghĩ về cái đó. Thì bố mẹ của Jenny là ly dị, thì là lúc mà mình lớn lên là mình biết mình là người Việt Nam vì mình nói tiếng Việt và mình ăn đồ ăn Việt, đồ ăn Việt Nam, nhưng mà ngoài đó là mình không có biết gì về Việt Nam luôn á. Thì là lúc mà mình bắt đầu vào cộng đồng Việt Nam làm việc, gặp nhiều nghệ sĩ Việt Nam, xong rồi coi phim Việt Nam, thì mình mới bắt đầu biết là mình là người Việt Nam, mình là ai. Xong rồi bắt đầu đi vào đại học á, thì là ở trong đại học nó có mấy cái khoa mà mình học về lịch sử người Á Châu ở Mỹ. Xong rồi trong cái lịch sử Á Châu ở Mỹ á, mình nói là Á Châu, cái lịch sử của người Nhật ở Mỹ nó rất là khác người Trung Quốc ở Mỹ, khác người Filipino ở người Mỹ. Xong rồi mới nhất là người Việt Nam ở Mỹ còn khác hơn. Xong rồi mình học thêm một cái khoa mà đặc biệt chỉ có tập trung về người Việt Nam ở Mỹ. Xong rồi mình học được rất là nhiều. Xong rồi tự nhiên mình cứ kiểu mà luôn luôn suy nghĩ mình là ai, và cái nhiều cái mấy cái bài thơ của mình nó là xung quanh về identity, về về tôi là ai. Xong rồi nhất là lúc mà mình bắt đầu về Việt Nam thì mình bắt đầu yêu Việt Nam, xong rồi mình bắt đầu yêu trai Việt Nam chẳng hạn, xong rồi mình bắt đầu quay, viết bài thơ song ngữ, tại vì bản thân mình là mặc dù mình rành tiếng Việt và tiếng Anh nhưng mà mình luôn luôn thấy mình là 50-50. Thì là mình muốn mình viết thơ, mình lâu lâu mình cũng thích là viết thơ 50-50 luôn, để mình có thể pha chế một tí, nó cũng có cái hay ở trong đó. Thì dĩ nhiên mình biết là nếu như mình vừa viết tiếng Anh vừa viết tiếng Việt thì chỉ có mấy người mà Việt kiều sẽ hiểu, nhưng mấy người mà Việt kiều mà hiểu sẽ rất là đã, thì cái khán giả của mình sẽ nhỏ hơn, nhưng mà nó sẽ đi vào sâu hơn. Thì là lúc đó thì mình bắt đầu hiểu là nghệ sĩ là gì, mình là ai. Và lúc mà Jenny, so Jenny đang học ở UCLA, rồi Jenny tham gia vô những cái chương trình của FOB, rồi ngoài ra cái đó đó là Jenny có tham gia vào những cái hội trên ở UCLA với nhóm những người khác không? Có hai nhóm này, nó rất là coi như là nó rất là ảnh hưởng rất là nhiều về 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 mình, Phát triển là của Jenny. phát triển. Để mà cái đầu tiên là cái nhóm Club Noodles. So Club Noodles nghe giống như là mì ăn liền, cup of noodles, mà thay vì cái chữ cup là cái ly, là club là câu lạc bộ. Thì cái Club Noodles là nó xuất phát từ cái đại học Cal State Northridge. Sau đó họ bắt đầu tự lập. Thì một ngày đầu đó, 1999, lúc mà mình 19 tuổi, thì là mình nhìn xuống mình thấy một cái tờ rơi.
trên cái tờ rơi này nó nói là Club of Noodles kêu gọi nghệ sĩ gốc Việt, you know. Nó nói, ủa là sao? Là tại vì mình đã tham gia kiểu mà mỹ thuật rất là lâu rồi đó, nhưng mà thường là về nghệ sĩ, về về sân khấu á, thì rất là ít Á Châu, mà còn Việt Nam còn hiếm hơn, right? Như như mình đã nói, thì là lúc mà mình thấy một cái tờ rơi mà nó về là vừa là sân khấu mà vừa là người miền Nam, mình đã là ồ thứ đó là thú vị, mình phải gọi cái số phone này, mình gọi số phone này, mình đào để cho mình thử vai. Nhưng mà cuối cùng mình đến tới đó là mình đào nhóm luôn, mình không có cần thử vai gì hết, vì họ đang thiếu người. Lúc cái đó là ai là lập ra cái hội đó? Cái hội đó là cái mấy người lập ra, chắc cũng phải mười mấy người, nhưng mà mấy người chính là Trâm Lê, Hùng Nguyễn, Uyên Huỳnh, xong này một số người khác. Thì Trâm Lê cũng là đúng là cái chính là người mà tổ chức cái FOB luôn, là bạn thân nhất của Jenny V tới bây giờ. Thì là cái nhóm Club Noodles là lúc mà mình vào mình cũng trẻ, you know, mới 19 tuổi, và cái cách mà Club Noodles biểu diễn nó đặc biệt là nó không có phải là kiểu mà sẽ mua một cái bộ kịch xong mà diễn xong mọi người là ok, bạn sẽ đóng vai này, bạn đóng vai này, nhưng mà cái cách mà mình làm là kiểu một workshop, là mỗi buổi mình sẽ ngồi mình nói chuyện với nhau, mình sẽ kể chuyện về bản thân mình. Xong rồi từ đó mình sẽ tìm mấy cái đề tài, xong rồi đề tài về thường mấy cái đề tài mà Club Noodles biểu diễn nó sẽ xung quanh xã hội, xung quanh văn hóa, xong rồi sẽ luôn luôn nó sẽ có cái gì trọt vào xã hội một tí, cộng đồng một tí, nhưng mà nó sẽ luôn luôn hài hước. Thì là mình tự viết, tự sản xuất, xong rồi tự biểu diễn luôn. Thì nó một cái kiểu rất là khác, và cái nó không phải là tao sẽ dạy mày cách diễn, nhưng mà kiểu mà ta sẽ tìm mấy cái câu chuyện trong mình lấy ra. Thì là thật sự về bây giờ là cho nên là sản xuất phim điện ảnh, nhưng mà luôn luôn cái câu nó sẽ bắt đầu từ cái câu chuyện. Cái đó là những mấy cái ngày mà mấy cái thời mà rất là sớm, lúc mà mình đang biết, mình đang tìm tò mò mình là ai, mình muốn làm gì, mình là nghệ sĩ như thế nào. Thì là mấy cái chuyện này nó rất là quan trọng, và Jenny sẽ luôn luôn nhớ cái exercise đầu tiên là Jenny đang chuẩn bị một cái show, show đầu tiên với Club Heroes, là và đạo diễn là anh Hùng, là thì lúc mà mình vào mình nghĩ là mình một người rất là bình thường, coi như là mình ok, mình không phải là mình bị thiếu tự tin, nhưng mà mình không có thấy cái gì mà hay hò, giống như mình không có phải là một người mà sống một cái đời quá khó khăn hay là quá khổ hay là không có một cái gì đặc biệt. Nhưng không có gì đặc biệt, you know, giống như mình một người rất là trung bình, like một người rất là bình thường, you know. Thì là anh nói là ok, bây giờ Jenny ngồi xuống trước mặt một cái gương, xong rồi anh sẽ hỏi em một cái câu hỏi, xong em nhìn em nhìn cái gương, em nhìn chính em, xong em trả lời. Nói, ok, dễ. Yeah. Xong rồi anh nói là ok, em là ai? Em thấy cái gì? Xong rồi nó em thấy một cô gái. Ok, em thấy cái gì? Em thấy một cô gái tóc dài. Em thấy cái gì? Em thấy một cô đang ngồi xuống. Em thấy cái gì? Xong rồi anh cứ hỏi cái một câu, xong mình chỉ cứ trả lời một câu đó. Mà mỗi lần mình trả lời, mình phải trả lời cái câu, trả lời với một cái câu khác, và mình sẽ luôn luôn nhìn mình. Và giống như bản thân Jenny thường buổi sáng mình đáng răng, mình rửa mặt, xong rồi có thể là trong ngày mình sẽ nhiều để mua son hay gì đó, nhưng mình ít khi nhìn mình trong một cái thời gian mà lâu vậy. Thì trước hết là mình cảm thấy rất là ngại, giống như là kiểu mình nó là lạ, nó không quen. Xong rồi nhưng mà mình cứ nhìn mình, xong rồi mình cứ trả lời cái câu hỏi đó, thì mấy cái phút đầu tiên thì mình sẽ chỉ cứ nhìn ở ngoài, giống như ok, da ngâm, you know, môi to, cái này kia. Xong rồi sau đó là mình cứ, xong rồi sau đó thì ảnh cứ hỏi em thấy cái gì. Xong rồi mỗi lần mình trả lời, mình phải suy nghĩ lâu hơn, xong rồi mình phải suy nghĩ lâu hơn, xong rồi mình bắt đầu nội tâm hơn, đi sâu hơn, bắt đầu thấy một cô mà là một con gái cùng một bố đã mất, một you know, bố mẹ ly dị. Xong rồi mình cứ nói, xong rồi tự nhiên sau khi mà mình ảnh có hỏi câu hỏi này chắc cũng phải hơn một tiếng, thì cũng có một khúc mà mình bắt đầu nói quá trời mấy thứ mà mình đã giống như kiểu mà suy nghĩ lâu rồi, mình không dám nói ai, mình cũng không dám nói bản thân mình á. Xong rồi mình bắt đầu khóc,
mình đúng không, mình kiểu mình thực sự xúc động thì lúc đó là cái đúng cái lúc đó là mình quyết định mình muốn làm nghệ sĩ. Tại vì mình lúc đó mình mới cảm giác là ồ, mình thật sự mình cũng có gì để nói và mình cũng có gì để chia sẻ. Mà cái lúc đó đó là sau khi cái thời gian mà Jenny đã làm spoken word lâu rồi phải không? Cái đó là lâu rồi, cái đó là cái khúc đầu luôn á, lúc là khúc đầu, tại vì nó cũng song song với nhau. À, song song với nhau, tại vì lúc đó đó là từ giai đoạn đó mới là mình mới tỉnh thức là mình là một người cá nhân, mình có một cái câu chuyện, mình có những cái tư tưởng có thể ảnh hưởng xã hội hay là mình là có cái tiếng nói. Là lúc đó là Jenny mới khám phá ra lúc đó với anh Hùng. Đúng rồi. Xong rồi, xong rồi mình bắt đầu mình từ từ đó mình bắt đầu viết, you know, mình biểu diễn trên sân khấu, coi như là mình biết là mình sẽ làm, mình muốn là trở thành một người mà kể chuyện, nhưng mà cái cách kể chuyện là mình chưa quyết định. Thì là mình làm thơ, mình làm sân khấu, mình làm phim, thì mình bắt đầu làm phim ngắn, mình bắt đầu kiểu mà vào, vì mình đang ở bên Los Angeles là coi như là mình lấy một cái cục đá mình trọi một cái là mình sẽ đục một người mình làm phim. So, trung tâm mà. Nói chung, yeah, trung tâm làm phim Hollywood, vân vân. Thì là mình giúp đỡ nhiều về mấy cái đoàn phim nhỏ nhỏ, là trong cái nhóm, và đặc biệt là trong cái nhóm Common News là mình gặp được anh Hàm Trần. Thì là từ từ 1999 là cái thời đó là mình vẫn còn Trinh luôn. Thì là nói chung là họ thấy mình phát triển rất là nhiều. thì là gặp anh Hàm, thì anh Hàm lúc đó là anh Hàm cũng đi UCLA, nhưng mà Jenny thì đang học undergrad, là học kiểu mà cơ bản, còn anh Hàm thì là vào cái trường học đại học làm điện ảnh, đặc biệt là điện ảnh. Thì là anh, vì anh đang làm điện ảnh thì anh cũng có mấy cái dự án, xong rồi mình cũng giúp đỡ tham gia vân vân. Xong rồi lúc đó đó là yeah. Jenny gặp okay, so Jenny tham gia Club Noodle, còn những cái hội mà ở ngoài cái cộng đồng Việt Nam mình đó, là Jenny có tham gia ngoài cái đó ra không? Có. So cái năm mà Jenny vào UCLA, nó có một cái nhóm bậc khác, nhóm khác gọi là LCC, là La Puta Coyote That Cares, là một cái nhóm về người Á Châu tổng quát. Là cái người mà lập cái nhóm đó là anh Randall Park và ba người khác. Thì là anh Randall Park thì là bây giờ mọi người biết là từ Fresh Off the Boat, là một diễn viên Hàn Quốc, gốc Hàn rất Quốc là mà rất là nổi tiếng, rất là lớn và rất là giỏi, Always Be My Baby, ở bên Netflix vân vân. Thì là từ cái năm đầu tiên mà Jenny vào, Jenny rất là mê, tại vì họ kiểu mà họ cũng giống như Common Rules, nhưng mà là họ sẽ Á Châu tổng quát, thì là nó sẽ nhiều cái văn hóa, không phải là chỉ Việt Nam. Và ở bên đó là họ biểu diễn tiếng Anh hết, dĩ nhiên cần Common Rules là vừa làm tiếng Anh tiếng Việt, mà đa số là tiếng Việt. Thì là ở bên LCC là mỗi năm là họ sẽ biểu diễn bốn cái đêm. Thì là và mỗi năm họ sẽ có một cái đêm casting, là mình tổ chức, mình phải thử vai được vào nhóm, để vì nó rất là khó được vào. So năm đầu tiên Jenny thử rớt, năm thứ nhì Jenny thử rớt, wow, năm thứ ba Jenny thử rớt, so, năm thứ bốn là năm 4, Jenny thử vào được. Là năm cuối cùng của đại học ở UCLA. Hay là mình cuối cùng, nhưng mình học 5 năm, năm rồi. Mình tham gia 2 năm. Thì cái năm đầu tiên là mình là thanh viên bình thường, và cái năm cuối cùng là mình là sản xuất luôn. Thì mình trở thành trưởng nhóm. Thì là thì cái năm mà mình vào là năm thứ 4 2002, thì là cái năm đó là cùng Jenny vào cùng với Ali Wong. Là Ali Wong sau đây cũng là bây giờ là cũng là một người tấu hài, diễn viên rất là nổi tiếng. Mà hồi đó Ali Wong, Ali Wong có những cái dấu hiệu mà sau này thành công, hay là Ali Wong chắc chắn trời, từ ngày đầu tiên là trong cái nhóm, là mỗi thế hệ là mình sẽ gọi là một thế hệ khác, nhưng mà thế hệ cho là thế hệ 7 là G7, là coi như là đã có 7 năm từ lúc mà cái nhóm nó bắt đầu. Từ mình vào là thế hệ 7, là Ali là cái ngôi sao ở trong nhóm mình, hình như nhóm mình cũng mười mấy người sao ai cũng biết là sau này Ali Wong thành chắc chắn
vì cái kiểu hài của Ali nó rất là đặc biệt và nó rất là, nó vừa thật sự thật, nó vừa kiểu Có mà raw, duyên. nó kiểu mà có duyên mà nó duyên, Rất là nó có vừa bậy mà nó vừa duyên, duyên. mà cái hài của hay làm mình cười mà kiểu mà bể bụng á, thì nó là, thật sự rất là khó làm, thì Tại mình luôn nghĩ là có thể những thành người công. mà viết hài hay là người ta trình diễn hài đó, họ phải thông minh lắm. Chắc Ali Wong chắc cũng nằm trong cái thành phần rất là thông minh. Đúng rồi, xin phép đồng mình Người ta là và thì lúc mà mình vào cái nhóm này mình rất là đi, giống như là không không noodles, mình vào sớm hơn, mình trẻ hơn, sau khi mình đã làm sân khấu vài năm thì mình mới vào cái nhóm LCC thì mình có kinh nghiệm hơn, thì nó giống như mỗi cái nhóm nó sẽ cho mình một cái kinh nghiệm khác, you know, thì là mỗi nhóm nó có mình cảm hứng rất là khác và thêm một cái cộng đồng khác. Là Jenny nghĩ là tới bây giờ là Jenny luôn một người mà kiểu mà extrovert là mình lấy cái năng lượng từ người, giống như introvert là mình lấy năng lượng từ bản thân mình phải lâu lâu mình thấy mình làm được nhiều thứ, mình phải một mình phải hít thở, xong mình phải tự sạc pin của mình, xong rồi mà cho nên là một mình một cái là mình cảm thấy rất là mệt mỏi, xong mình phải đi tiếp xúc bạn này, phải gặp bạn này, gặp bạn kia, xong rồi mỗi người mỗi lần mình gặp ai là mình sẽ thêm năng lượng, mình sẽ đầy pin. Thì là từ nhỏ thì Jenny luôn luôn dạy, thì là trong cấp 3 thì đại học cũng vậy, thì Jenny join rất là nhiều câu lạc bộ, giống như ở UCLA á, là không chỉ là cái nhóm LCC, không chỉ là cái nhóm Club and Rules, nhưng mà cũng là mấy cái nhóm văn hóa, cái Culture Club là Hội sinh Jenny trong viên cái Việt nhóm Nam. hội sinh viên Việt Nam, Jenny trong hội sinh viên Việt Nam, nhưng Jenny cũng trong hội sinh viên Đài Loan và hội sinh viên Nhật và hội sinh viên Philippines và nhiều lắm. Từ không biết khi nào mình đi học bài chắc cũng không cái như là mình Nhưng làm mà mấy cái sinh hoạt nhiều hơn. cái đó mới là cái quan trọng của cái thời gian phát triển hồi tuổi trẻ, phải không? Đúng Là rồi, đúng rồi. mình mặc dù nhiều khi mình không có học bài hay là mình không có đeo đuổi cái vấn đề mà sách vở nhiều, nhưng mà mình vẫn đi tìm tòi những cái hội sinh viên của người này người kia, rồi mình gom được rất là nhiều cái kiến thức qua những cái cuộc tham gia của cuộc đời của mình, những cái thời gian tuổi tuổi trẻ. Thì sau cái thời gian mà Jenny sinh hoạt ở UCLA đó, thì Jenny làm từ đó đó, tốt nghiệp ra đó, thì Jenny có lựa ngành nghề như thế nào sau khi tốt nghiệp đại học? Thì trước hết là lúc mà mới vào đại học thì dĩ nhiên mình muốn làm bác sĩ Pre-med. như pre-med, nhưng sau khi một năm mình phát hiện ra là mình thật sự hồi xưa mình rất là giỏi toán, nhưng mình bắt đầu calculus siêu dở là một, hai là khoa học là chemistry là siêu dở, xong rồi ba là giống như mình thật sự mình mặc dù mẹ mình đẩy mình làm bác sĩ nhưng mà mình cũng muốn làm bác sĩ thì mình muốn giúp đỡ người, nhưng mà sau khi coi mấy cái phim mà về cấp cứu xong rồi mình mới phát hiện ra là ủa vậy quê này mẹ là bác sĩ không có chỉ là giúp người, nhưng bác sĩ là có thể sẽ bị mất mạng người ta, giống như là cái trách nhiệm mà người ta sống và chết Quá là cũng lớn. nằm trong tâm tay quá lớn, nó là no, cái này không không ổn rồi, không ổn rồi, xong mình quyết định là mình không không có làm xong rồi mình từ từ với nói mẹ biết là vì mẹ cũng ở bên Houston bên Texas cũng xa đó, xong mình kiểu mà mình từ từ nói là ok mình không có làm bác sĩ mà mình sẽ làm y tá, mình không làm y tá mà mình sẽ làm bác sĩ khám mắt, xong rồi mình không có làm bác sĩ khám mắt, có thể là mình làm pharmacy xong từ 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 rồi từ 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 giảm từ giảm từ độ. giảm, xong rồi một ngày nào đó là mình nói là lúc đó là mình bắt đầu cái lúc này mình ở UCLA mình học nhân chủng học là anthropology, là cái này là mình chỉ có học về người, mình học về người văn hóa, người cách người ta suy nghĩ, thì coi như là cái này mình có thể apply cho tất cả mọi thứ trong thế giới, right? Thì mặc dù of course gia đình mình không có hiểu nhanh chủng học là gì, Người Việt Nam không ai hiểu cái không môn đó trơn á. Nhưng mà cái môn đó hiểu thật ra đó là tại vì Ken với lại anh Ken đó là cũng học cái môn đó ở USC, là không nhân chủng học. Nó mang rất là cái có lợi cho cái những nhất là những người mà làm phim hay là làm ừ ảnh hay là nhạc hay là cái gì, tại vì nó
nhiều môn nó gồm vào môn sử, môn tôn giáo, tất cả nó đều khám phá ra những cái văn hóa của những cái cách sống của những cái trong những người trong thế giới ngày nay, hồi xưa. Thì cái đó đó rồi Jenny nói với bên mẹ của Jenny từ yeah, so đó là một ngày nào đó là Jenny về Texas để cho đi ăn Noel hay gì đó, xong rồi gia đình hỏi ô Trang giờ này con làm gì, con khỏe không, con giờ con đang làm nghề gì vân vân, xong rồi mình hít thở một cái xong rồi nói là con là nghệ sĩ. Rồi mọi người cười quá trời ơi. Ok, bây giờ con là nghệ sĩ. Mà tưởng mình đang giỡn, mà mình không có giỡn. Nói thiệt, xong rồi mọi người cứ hơi đứng hình cho mình. Mọi người có nói ok. Xong rồi thì lùi lại một tí. Thì trước khi cái đêm đó là trong cái thời gian mà Jenny làm Club Noodles và lúc đó mình sinh hoạt nhiều về cộng đồng Việt Nam, thì là trong thời gian nên mình vẫn đang đi học và mình cũng vào cái hội Bala là về văn nghệ, về cộng đồng Việt Nam và giúp đỡ về nhiều thứ. Thì ở bên chị Isa Lê và Trâm Lê thì là tổ chức thành lập cái liên hoan phim đầu tiên, liên hoan phim Việt Nam tại Quận Cam, cái Vietnamese International Film Festival. Thì lúc đó mình tham gia cùng trong cái ban tổ chức. Mình không có dính gì về phim mà nhưng mà mình sẽ là người mà sắp xếp tổ chức vân vân. Thì lúc đó mình mới gặp anh Victor Vũ, xong rồi tất cả mọi người, Thiên Bùi, Tony Bùi, Nguyên Giang, Trần Hùng, Nguyễn Võ Nghi Minh vân vân. Thì là từ đó thì là gặp anh Charlie Nguyễn, xong thì là cái năm 2003-2004 thì anh Lâm Nguyễn và anh Hàm làm phim nhựa đầu tay của anh Hàm là Vượt Sóng. Thì anh Lâm trước đó là người nhà sản xuất cho mấy cái trung tâm Vân Sơn làm mấy cái đêm ca nhạc, thì coi như là họ sẽ tổ chức một cái đêm ca nhạc xong rồi thu lại xong rồi bán đĩa. Xong rồi ở ngoài đó là cái đặc biệt của Vân Sơn là mỗi khoảng hai ba lần một năm họ sẽ tổ chức một cái đêm ca nhạc ở một cái nước mà cộng đồng Việt Nam có cộng đồng Việt Nam. Thì là cái năm mà anh Lâm nhảy qua đi làm cái phim nhựa là họ đang chuẩn bị cái show để cho đi qua tới Nhật để cho tổ chức một cái đêm ca nhạc ở Nhật. Thì là và song song với đó là làm cái đêm ca nhạc xong họ sẽ làm thêm một cái tài liệu về người Việt Nam sống ở Nhật. Thì là nhưng mà thì cái thời đó là anh Charlie là đạo diễn của cái chương trình đó. Lúc đó là nguyên bang giống như anh Nguyên Bang, bây giờ là Chánh Phương, nhưng mà Nguyên Bang là anh Nghiêm, Jimmy Nghiêm Phạm và Trúc Nguyễn là chị em gái của anh Charlie và em trai của anh Charlie, Johnny Chú Nguyễn. Thì là Nguyên, lúc đó là anh Johnny vẫn là ca sĩ ca sĩ và sometimes rapper sometimes dancer. thì là lúc đó là anh Charlie hỏi Jenny vào vì anh biết là em hay làm sân khấu, thì là hỏi là anh cần một người mà vừa sản xuất mà vừa điều phối sân khấu thì em có muốn vào thử không, sao ok là vào thử sounds fun rồi mình vào. Thì từ đó thì mình dính với Vân Sơn cho 6 năm luôn. Thì trong thời gian đó chắc cũng phải làm 14-15 show gì đó. Thì cái thời đó mình bắt đầu gắn rất là thân với anh Charlie và này nọ. Thì là cái đặc biệt của Vân Sơn đó là Vân Sơn thì là mọi người cộng đồng Việt Nam người lớn thế hệ bố mẹ thì biết Vân Sơn thì fast forward cái thời lúc mà mình đang ở cái tiệc, xong mình thông báo mọi người là mình là nghệ sĩ, xong mọi người nhưng mọi người cứ nghĩ là nghệ sĩ sẽ chắc đói là oh my god biết mày làm gì mày khùng, xong mình thông báo tiếp là mình làm việc cho Vân Sơn, xong mọi người con làm cho Vân Sơn hả? Giống như mình mặc dù không phải là Vân Sơn không phải là cái giống như kiểu mà cái nghề nghiệp của mình, nhưng mà tại vì mình biết là mình dùng cái từ Vân Sơn là họ sẽ biết ít nhất nó là một cái tác phẩm họ hiểu, chứ mình nói là mình làm thơ hay là mình làm club noodles hay là mình diễn sân khấu này nọ không có ai hiểu. Thì là lúc đó thì là gia đình của em cảm thấy hơi an tâm một tí, giống như là ít nhất cũng là cái đường lối, có cái tên, có cái đường gì đó vậy. Cũng làm việc được với Hương Lan và Tuấn Ngọc, tên lớn mấy tên. Thì nói chung là từ đó thì là mình khai với gia đình thì là họ bắt đầu là giống như lâu lâu
mặc dù mình làm việc rất là nhiều, nhưng mà có thể là một trong 100 dự án, một, you know, năm 100, một trăm mấy chục dự án mình vẫn khai với gia đình, you know. Thì từ cái từ Vân Sơn thì là mình làm việc mấy năm thì là 2005 thì là anh Charlie, anh Nghiêm, chị Trúc, anh Johnny quyết định về Việt Nam để cho thành lập công ty hãng phim Chánh Phương. Thì là với cái phim đầu tay của họ là Dòng Máu Anh Hùng, you know, The Rebel. Thì là lúc đó là họ đang chuẩn bị cái phim Dòng Máu Anh Hùng, thì đang có một cái ekip ở bên Việt Nam, nhưng mà lúc đó đang tìm một phó đạo diễn. Thì lúc đó là em đã làm phó đạo diễn mấy cái dự án nhỏ, giống như mấy cái phim, cũng phim nhựa và phim ngắn và MV này nọ và mấy cái thứ mình độc lập thôi. Xong rồi tự nhiên anh Charlie quay qua hỏi Jenny là ô em muốn về Việt Nam làm phó đạo diễn cho anh cho phim Dòng Máu Anh Hùng anh năm này hả? Lúc đó mình luôn. Cái phó đạo diễn á, là Jenny có thể giải thích là phó đạo diễn gồm như thế nào? Thì phó đạo diễn tiếng Anh là first AD, là assistant director. Thì là dịch ra từng từ là kiểu mà trợ lý đạo diễn, nhưng mà thực sự phó đạo diễn là một người mà sẽ sắp xếp đoàn phim, sẽ làm lịch quay, sẽ là người mà kiểu mà chạy cái hiện trường để cho nó suôn sẻ. Tại vì giống như mình làm phim nó có nhiều nơi, có tổ ánh sáng, có tổ thiết kế, you know, diễn viên, xe cổ vân vân, mọi thứ, nhiều thứ để cho mình có thể quay một cái buổi âm thanh nên nào. Thì là người phó đạo diễn sẽ nắm tất cả thông tin để cho mình có thể biết chừng nào quay được, mình chuyển góc, để ai đang, mọi người đang chuẩn bị, xong mà ai mình đang đợi gì, để vì một đoàn phim 80-90 người phải có một người mà đứng đầu để cho điều khiển, để cho nó suôn sẻ. Xin lỗi. Thì cái phó đạo diễn cũng là giống như cái cầu để cho đứng giữa sản xuất và đạo diễn, để cho làm cho tốt. Thì mình sẽ bảo vệ cái ngân sách của sản xuất để cho mình đúng giờ, mọi thứ, you know, chăm sóc đoàn tài phim chán. đừng có tài chánh và đoàn phim luôn, giống như đừng có làm cho mọi người quá sức, make sure mọi người nghỉ ngơi đủ, ăn đủ vân vân. Xong rồi bên đạo diễn thì mình bảo vệ cái sáng tạo của đạo diễn, tại vì thường là đạo diễn sẽ muốn tất cả mọi thứ, sản xuất có thể là oh no no mình có nhiêu đây, xong rồi phải có người đứng giữa để cho là like, kiểu mà you know like cân nhắc hai bên kiểu vậy. Xong rồi và phó đạo diễn cũng là sẽ theo chi tiết hơn, là sẽ phối hợp giữa thiết kế, giữa ánh sáng, camera, đạo diễn để cho mình làm cho mọi thứ nó sẽ đúng giờ và chạy suôn sẻ. Tại vì hôm thôi mình cứ lề thề là mình chừng nào mình không bao giờ xong luôn á. Mà trước đó đó, trước khi mà Charlie mời Jenny làm phó đạo diễn á, Jenny có về Việt Nam khi nào chưa? Lần nào chưa? Trước đó là mình có về hai lần, mà hai lần rất là ngắn. Thì cái lần đầu tiên á, là mình đang làm một cái phim nhựa ở bên Campuchia. Là cái thời đó là mình là kiểu mà người luyện diễn xuất cho một bạn đóng vai chính trong phim Holly. Xong rồi mình ở Campuchia cho 3 tháng. Xong rồi sau đó là cái thời đó là không có ai ở Việt Nam, chưa ở Việt Nam, tức là 2003. Thì là nhưng mà có mà Jenny có một bạn duy nhất là Tuấn Andrew Nguyễn, là anh đã dọn về Việt Nam để cho làm cái phim đầu tay của anh. Anh cũng là đạo diễn đó phải không? Anh cũng là đạo diễn mà anh vẫn ở đây bây giờ. Thì là anh giỏi lắm. Thì là anh nói là tại vì mình biết là anh đã về Việt Nam rồi, xong mình nhắn tin ở mình email. Xong rồi anh nói là oh yeah em qua đi. Xong rồi lúc đó là mình không có nhiều thời gian nữa, ok em sẽ qua Việt Nam đúng 3 ngày, là anh đến anh rảnh thì em sẽ qua. Xong rồi anh nói anh rảnh em qua đi. Xong rồi lúc đó mình rất là hồi hộp, thì giống như Jenny nói đó, thì vì gia đình của Jenny là gia đình bên ngoại á, là không bao giờ về Việt Nam, có thể là em sang ở bên Việt Nam không biết một cái gì về Việt Nam luôn, không bao giờ nghe một câu chuyện về Việt Nam luôn. Xong rồi mình chỉ có biết Việt Nam về cái hướng nhìn của một người Mỹ, giống như là về cái phim chiến tranh Tây Phương nha, là bị cái chỉ có biết là ở nhà lá, là đồng lúa và con trâu, rồi you know like. So, đúng mà mình và especially là mình đã ở Campuchia trong 3 tháng. Xong rồi từ Campuchia bay qua tới Việt Nam thì là mới bước vào máy bay á, mình nghe cái cô thông báo á, thì là vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt, cảm giác rất là sướng, giống như là
mình không có nghĩ là mình sẽ có cái phản ứng đó, giống như là nó xúc động á, you know, là giống như tự nhiên mình nghe cái tiếng mẹ đẻ của mình mà trong cái không gian mà rất là nghiêm túc, you know. So lúc mà mình vào đó, cho mình cái thêm một cái là lúc mà mình nhìn thẳng mình thấy cái chữ khắc dây an toàn mà tiếng Việt đó. I don't know, một cái chi tiết rất là nhỏ mà mình vẫn nhớ tới bây giờ. Nó gây ra một cái xúc động rất là mạnh, một cái ấn tượng rất là mạnh cho Jenny. Và mặc dù mình chưa bao giờ về Việt Nam, mình lúc mà mình bước ra khỏi máy bay mà xung quanh mình toàn là người Việt Nam nói, you know, người Việt Nam mình rất là ồn ào. Rồi mình cảm giác giống như là mình mới bước vào một cái tiệc gia đình á, giống như là nó rất là ấm cúng mà rất là quen. Mà cái quen gì cũng quen. Thời gian đó là cái phi trường chưa có xây mới, cái Tân Sơn Nhất là còn xuống, là xuống đường nhựa phải không? Chứ chưa đúng có rồi, đúng rồi. Chưa có mà bước vô cái terminal mà nó trang trí mà nó mới mới mẻ phải không? Yeah, đúng rồi. Xong rồi nó vẫn cần cái phần mà chưa thay đổi á, là lúc mà bước ra mình cảm giác giống như là mình là K-pop star, là được toàn là một trăm người đang đứng đấy nhìn mình á, là wow, mà tới 2020 vẫn như vậy. vẫn còn không không khác gì. Vẫn cái không khí đó. Ủa sao vậy? Ủa đang tới gặp mình hả? Nó là đã, mà 3 ngày đó đi chơi, đi chơi ăn nhiều, ăn quá trời, ăn sập mặt luôn. Xong rồi từ đó là mình bắt đầu kiểu mà bắt đầu yêu Việt Nam, you know, like nó có cái gì đó mà rất là hay, và mình cũng bắt đầu hiểu người lớn hơn, mình hiểu gia đình mình hơn, you know? Mình hiểu được cái truyền thống của người Việt Nam. Cái giai đoạn mà từ Jenny đi Việt Nam lần đầu tiên tới khi mà anh Charlie mời Jenny về làm phó đạo diễn á, là bao nhiêu cái thời gian, bao lâu, và cái tiến trình nó như thế nào? So 2003 là Jenny về Việt Nam 3 ngày. Xong rồi sau đó là I think maybe 2006? 2005? No. 2004? Maybe một năm sau là bên Vân Sơn làm một cái chương trình tổ chức live show ở Philippines. Thì là mình qua tới Philippines 2 tuần. Thì sau đó thì mình thấy là qua tới Philippines 1 tuần. Thì mình nói Philippines tới Manila tới Sài Gòn rất là gần. You know? So mình nói là xong rồi lúc đó là cái chương trình đó là đặc biệt là cho Trịnh Hội làm một cái show cho miễn phí cho mấy người tị nạn. Cái show đó rất là đặc biệt. Thế mình tổ chức với một cái văn phòng của Trịnh Hội luôn á. Ở trong cái văn phòng đó thì Jenny quen một số người và vẫn là bạn bây giờ đó. Có một bạn ở trong đó tên là Mai, cũng là Việt Kiều từ Canada, là luật sư. Xong rồi lúc đó là mình đang tò mò, mình nên đi Việt Nam hay là không, nên đi du lịch không. Xong rồi nó là mà kỳ này mình ngại đi một mình. Xong rồi bạn Mai nói là Mai có thể đi với Jenny. Mình mới gặp nhau luôn. Yeah, so mình quyết định mua vé. So hai chị em bay qua tới Việt Nam đi du lịch 2 tuần. Mà cái này là cái nhưng mà kỳ này á, so cái lần đầu tiên mình đi 3 ngày là mình đi rất là kiểu mà tour cùng đi với Tuấn. Thì kiểu mà đi mấy cái chỗ mà Tuấn thích ăn, xong mày đi gặp mấy bạn của Tuấn thì nó rất là kiểu mà rất là chill. Còn cái kỳ mà Mai á, mình là siêu du lịch, giống như là mình book tour đi đi hết, đi Mekong, đi làm kẹo dừa, xong rồi đi làm cái này, you know, nó chung là du lịch. Không có đi tới, hình như có đi tới Hà Nội. Có đi tới Hà Nội. Mình đi ra Hà Nội. Có đi Hà Nội ta? Không có đi Hà Nội. Sorry, mình đã 2 tuần thôi, là mình chỉ có đi từ miền Trung, nhưng đi từ Sài Gòn miền Trung, mình cái mình đi đi xe bus thì nào. Thì coi như là super du lịch, không có gặp một người, chỉ gặp vài người mà đang sống đó. Thì cái thời đó là bắt đầu thêm người về Việt Nam. Thì sau đó là mình bắt đầu yêu Việt Nam hơn again. Thì xong rồi 2005 lúc mà anh Charlie mời mình về Việt Nam làm Giọt Máu Anh Hùng, lần thứ ba. Thì là cái đó mới là cái mà lần đầu tiên mà em về Việt Nam làm việc. Thì thêm một cái kỷ niệm rất là khác biệt,
Tại vì cái này là không có phải du lịch, cái này là mình làm việc, mình sống nó 5 năm tháng, mình ở một khi mình có một căn hộ, you know, mình coi như là mình settle down ở đó, mình nói tiếng Việt nhiều, mình tiếp xúc với người người Việt Nam, mình đi vào nhà của dân, nhìn đi vào nhà Việt Nam, người Việt Nam, mình thấy họ sống như thế nào, xong rồi nói chung là nó là một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt. Xong rồi đặc biệt là mình có một cái tình yêu đơn phương đầu tiên là siêu mê anh này, mà anh này không biết là mê mình lại, nhưng mà nói chung là anh này là người Việt Nam ở Việt Nam hay anh, là cái người từ Việt Nam nước ngoài? Anh này là người Việt Nam ở Việt Nam. Oh wow. Mà yeah, trong tổ thiết kế bây giờ mọi người cũng biết rồi, nhưng mà nhưng mà anh này là mà mình là like, ok, bản thân Jenny là một người mà nói chung là Jenny rất là kiên nhẫn nhiều thứ, mà về tình yêu không có kiên nhẫn. Thường là giống như là mình rất là yêu ào vào, you know, là nhưng mà ok, cái này là đàn ông Việt Nam mà coi như không, anh không nói tiếng Anh luôn á, mình chỉ có nói tiếng Việt. So coi như là bữa nào cũng ăn cùng nhau, ăn mỗi lần đi làm xong đi ăn chiều với nhau, cà phê, tâm sự, đi nhiều nơi, mà anh không bao giờ tiến bộ một mà mình giống như là ồ anh này có thích mình không hay là không thích, mà thế là mình chỉ có đi riêng hai người, xong rồi nói ồ không lẽ mà đấy như anh này không có thích mình, tại sao anh hang out với mình mặc dù mình không có làm việc nữa đấy. So nhưng mà mình nói ồ maybe cái này là cái kiểu Việt Nam, kiểu mà là chậm chạp, nó sẽ ok, giống như mình quay phim cũng 2 tháng, mình cũng có thời gian, you know, man, giống như là mình sau khi mà lần đầu tiên mà mình cua một người mà lâu vậy. Sorry, nhưng mà cái chuyện hài là sau khi ok, sau khi mình sắp kết thúc phim đúng không, mình sắp kết thúc phim, cho nên mình nói là chắc mình phải nói gì đó, để vì bây giờ là mình 1 tuần nữa là mình hết quay, xong rồi mình đã có kế hoạch là mình sẽ ở lại Việt Nam thêm 1 tuần, xong rồi mình về Mỹ, còn thì mình chỉ có 2 tuần nữa, so mình phải nói cái gì, mình không thể chịu nổi nữa, right? So lúc đó là vì cái này là ở bên thiên nhiên, mình đang ở cái cuối là đâu, ở Lạng Sơn thì phải, Lạng Sơn thì là cái Lạng Sơn là một cái thành phố rất là nhỏ, thì là đoàn phim phải chia ra 2 khách sạn khác nhau, thì là hai người mình là ở khách sạn khác nhau, you know? Thì anh tên là Phong, right? Anyway, whatever, ai cũng biết. So lúc này là anh lớn mình, thì mình luôn xưng là anh em, uh-huh. Mình là anh em, nhưng mà anh luôn luôn giữ một cái khoảng cách và anh luôn luôn xin tên, thì cái Phong Jenny, xong rồi anh em, xong anh Phong Jenny. Like, can I just get an M? Can I get an M? So anyway, so sau đó là lúc nãy ảnh mới ăn xong, xong mà ảnh đang đi bộ, giống như đi bộ mình qua tới khách sạn mình, kiểu mà về cho mình say goodbye, xong rồi đang đi tới gần khách sạn của mình, xong rồi okay, that's it, trong đầu của mình này, okay, guys say something, rồi nói anh ơi, cái gì Jenny? em có một cái gì em muốn nói với anh. Xong rồi anh nói, cứ nói đi. Xong rồi anh nói, cái này hơi khó. Xong rồi anh nói, thì cứ nói đi, cứ thoải mái đi. Xong rồi anh nói, thì nói chung là Jenny, chắc anh biết là em rất là thích nói chuyện với anh, rất là thích tâm sự với anh. Ồ, thì Phong cũng thích nói chuyện với Jenny. Thì nói chung là thật sự là mình rất là quý anh. Và nói chung là you know, and lúc đó là mình đã tới khách sạn, tới cửa rồi, xong rồi okay, quay lại, xong bắt đầu đi quay lại, đi hướng đi, xong rồi coi như là nguyên cái thời gian này mình cứ đi qua đi lại để mình cứ lại là xong rồi mình cứ qua, xong rồi quay lại, xong rồi cái tới này chưa nói xong rồi qua lại, xong rồi nói là okay, thì nói chung là em muốn anh là em rất là thích anh. Em kiểu mà lãng mạn, kiểu mà em rất muốn biết anh, kiểu mà nói chung là em thấy là em rất thoải mái với anh, em muốn nói chuyện đi sâu hơn với anh, nhưng mà nếu như anh không có
cái sự mà lãng mạn với em á, không sao, thì mình có thể chỉ cái là bạn bè, không có phải là em không muốn ép anh, dĩ nhiên em không phải là em yêu anh hay gì đó, em chỉ có thương anh thôi, em kiểu mà thích anh. Cái này là không khác gì mà ra một cái kịch bản mà một cái bài trong hề, right? Like straight out of a comedy. Yeah, đúng rồi. Xong rồi chắc anh này là lần đầu tiên mà anh thấy một người mà siêu thẳng tính, right? Like sau đây mỗi lần, mà đặc biệt là lúc mà mỗi lần cho nên kể cái câu chuyện này với một người Việt Nam á, họ lại không chịu nổi luôn á, đều nói là trời ơi, ai mà nói thẳng vậy? Like, okay. Nhưng mà rốt cuộc anh trả lời sao? Yeah, xong rồi sau đó là anh suy nghĩ mà thằng anh không có nói gì hết. Xong rồi anh say, anh có thể nói gì được không? Tại vì chắc phải nói một câu hay là từ chối hay là gì đó. Xong rồi lúc đó là mình đã trở lại cái cửa khách sạn. Xong rồi anh ơi, thôi cái đầu óc của Phong rất là phức tạp. Chắc Jenny lên nghỉ ngơi đi. And I was like, hả? And I was like, okay. Xong rồi mình, oh my god, xong rồi Jenny vào khách sạn đó. Oh man, mình tức mình không chịu nói, giống như like không có một cái, I was like what the, xong rồi mình lên phòng, xong mình lao xong mình lấy cái gối mình ra, trời ơi, xong mình đang nói chuyện với mấy bạn mà ở cùng phòng á, rồi trời ơi em biết không, giống như là ok Jenny là một người rất là mạnh mẽ mà rất là tự tin, nhưng mà đâu có khó, đâu có dễ đâu mà tỏ tình với người ta, trời ơi mà không nói một câu, trời tức giận luôn á. Nhưng mà tự nhiên có một cái tin nhắn đấy, có một cái tin nhắn từ ảnh, mà ảnh nói là ngủ ngon, you know, like I think he said ngủ ngon em, yeah he said ngủ ngon em, mm. And I was like, right. nhưng mà sau đó không có nói gì luôn. Kết thúc coi như là like yeah, coi như là không, sau đó là vẫn cần kiểu mà vẫn cần đi chơi, vẫn cần ăn uống, nhưng không mà, có cái gì lãng mạn, không có một cái gì, không có lãng mạn. Cái đó là một trong những cái bài học sớm mà hoạt động bên Việt Nam nó có nhiều cái khác của bên nước ngoài, là từ những cái chi tiết đó. Ken muốn hỏi là cái thời gian mà Jenny về mấy cái năm đầu, cái trường hợp mà những cái kinh nghiệm mà đi rạp của Jenny hồi thời đó so với thời nay đó, nó như thế nào? Đây rạp phim thì là cái thời, nhất là cái thời Giọng Món Hùng, thì là dĩ nhiên vì cái thời đó mình ở Việt Nam cũng 5 tháng thì là mình có cơ hội để cho đi xem phim. Nhưng mà cái thời đó là không có phải tất cả, giống như bây giờ là tất cả phim là có, nếu như chiếu phim nước ngoài họ sẽ có phụ đề tiếng Việt, họ sẽ giữ cái ngôn ngữ gốc. Nhưng mà cái thời đó vẫn có nhiều cái rạp chiếu phim mà họ sẽ lồng tiếng. Và cái thời trước khi đó là còn thuyết minh, giống như một người đứng ở phía sau với cái microphone càng ghê hơn. Thì mình phải cố tình đi tìm một cái chỗ mà nó làm phụ đề, tại vì như là dĩ nhiên lồng tiếng nó không phải là nó hay, và nó nhiều khi lồng tiếng nó không có cảm xúc gì hết à. Thì dĩ nhiên cái rạp chiếu phim là rất là ít. Thì sau đây là có nhiều phim. Thì cái Giọng Món Hùng mình quay xong thì là lúc mà ra mắt ở Việt Nam thì vì cái Giọng Món Hùng ngân sách hình như là cuối cùng là 2 triệu đô. Thì là so với nhiều Việt Nam rất là cao. Thì và cái thị trường nó chưa sẵn sàng, thì coi như là cái phim Giọng Món Hùng có tiếng mà không có tiền. Thì là để vì không cách nào mà mình có thể, để vì dĩ nhiên nếu như cái ngân sách là 2 triệu đô, tới bây giờ cũng là ngân sách cao. Nếu như ngân sách là 2 triệu đô hay là 2 triệu mấy thì là phải ít cũng phải thu lại 5 triệu đô mới được. Nhưng mà cái thời đó là rất là ít rạp, coi như là impossible, không có thể là lấy lại được cái tiền đó. Thì nếu như Giọng Món Hùng mà ra bây giờ thì sẽ khác. Nhưng mà anyway thì cái sau đó thì là, and also cái thời đó là một năm có thể là thường phim nó chỉ có ra, phim Việt Nam á là chỉ có ra thời Tết thôi. Đúng rồi. Mọi người có cái tâm cái mùa Tết, tại vì mọi người có cái tâm lý là người ta không có quen đi xem phim. Họ chưa có cái phim, chưa có cái thói quen. Đúng rồi. Thì là vẫn coi đĩa nhiều, đĩa lậu nhiều. Cái thời đó là rất là nhiều đĩa lậu. Xong rồi sau đó thì là 2000 thì ok, thì cái quá trình thì là mình cho đi làm xong phim Giọng Món Hùng thì về Mỹ, thì vì mình là song ngữ, vì mình đã làm việc ở Việt Nam và đã làm việc ở Mỹ, thì mình rất là may mắn là
mình được nhiều người recommend để cho đi, để cho làm việc cho một cái hãng phim Mỹ mà về Việt Nam làm phim. À, mấy 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 dự án luôn á. Có một cái dự án có dự án phim nhựa. Sao tự nhiên quên này. Không sao, nhưng mà cái này là anyway, cái công ty của bên nước ngoài, công ty Mỹ. Oh sorry, sorry. Không phải là nó là công ty, là hãng phim Mỹ. Coi như là nó không phải là cái hãng phim, không có phải là cái hãng phim thuê mình, mà coi như là cái dự án nó thuê mình. Sau họ sẽ làm một cái phim mà họ quyết định họ phải quay 2 tuần ở Việt Nam, thì họ sẽ nói là họ đang tìm một người song ngữ vân vân, họ tuyển mình đi về Việt Nam quay, xong rồi mình về Việt Nam quay 2 tuần xong rồi trở lại. Thì một con coi như là từ 2006 tới 2009 mình coi như là năm nào mình cũng về, mình thường mình về chứ không vài tuần hay là một tháng hay gì đó, thì là hay là làm về làm cái phim tài liệu của Stefan, hay là mình về làm cái phim này làm cái phim kia, thì là mình mỗi lần mình về thì mình sẽ gặp lại bạn bè, thì là mình bắt đầu rất là thích Việt Nam. Là có một cái rất là hay của Việt Nam á, là mỗi lần mình về Việt Nam thì là mình không có ra kế hoạch, giống như mình chỉ có về, mình không có nói ai luôn á. Mình về Việt Nam mình mua cái sim card, mình đổi cái sim card trong cái điện thoại, xong mình gọi ê Jenny về Việt Nam rồi, ô thiệt hả, đêm đó có 10 người đến ăn tối, hay là ô bạn ok vậy 20 phút gặp ở quán cà phê nha. Nên có cái sự mà cái rất là hay của Việt Nam á, là nó rất là tôn trọng cái vụ mà mình gặp nhau trực tiếp. Coi như là ok ai cũng bận, ai cũng có công việc làm, nhưng mà mình luôn luôn có thời gian để cho cà phê. Đúng rồi, mà ở nước ngoài đó nó làm như là anh em á không có gặp nhau thường xuyên được. Các kẻ mình ở cùng thành phố mà ở cách nhau chừng 10 phút cũng không có cái điều kiện mà gặp nhau. Mà mà về Việt Nam đó thì anh em trong gia đình hay là trong ngành phim gặp nhau, về tới Việt Nam là anh em đi uống, đi ăn uống với nhau, đi nhậu với nhau rất là dễ dàng hơn. Mà tới giờ này Ken cũng không hiểu tại sao cái đó là nó khác, quá trình nó khác một cách lớn lao luôn. Đúng rồi, giống như dĩ nhiên là ở Việt Nam mọi thứ nó cũng sẽ sát nhau hơn, nó gần nhau hơn thì nó dễ hơn. Giống như mình đi gặp nhau cũng 15 phút, 20 phút, còn ở Mỹ thì có thể là, nhất là ở Cali, you know, like, thì có thể là kẹt xe một tiếng hay gì đó. Dĩ nhiên nó có cái đó. Nhưng giống như Khánh nói, có thể là cái người này là hàng xóm mình với cái cách đây 10 phút mà vẫn cần phải ra một cái kế hoạch là 2 tuần sau gặp nhau. You know, vì là mọi người nói là mình chỉ có đi chơi cuối tuần thôi, mình chỉ có, nhưng mà cái nó có cái mọi người rất là phân biệt là thời gian công việc, thời gian ở nhà, thời gian đi học, đi làm, thời gian mà đi chơi, nó không có phải là mình xào nó vào đời sống. Đúng mình rồi, you know? Đúng rồi. Là và cái ôm nó về thêm là một cái là Jenny nhớ lúc mà ở bên Mỹ đó, thì có thể là mình có thể gọi điện thoại, mình nói chuyện điện thoại cho mấy tiếng luôn là bình thường. Còn ở Việt Nam á, là mới gọi điện thoại hơn 2 phút là cái người đó ủa sao mình nói chuyện qua điện thoại, mình gặp nhau nói chuyện đi, ủa bạn cái sao không, you know, thì cái sự mà mọi người thích gặp nhau trực tiếp nhiều hơn nha. Mà cần nói chuyện qua điện thoại ít lắm. Thì bởi cái nhóm mà trong điện ảnh mà về Việt Nam á, nó đoàn kết nó rất là mạnh, nó sâu hơn, là tại vì trong những cái năm mà thành lập cái cộng đồng điện ảnh á, thì về Việt Nam á, như là Jenny về hay là Ken về hay là Stefan về hay là mấy anh em mà về đó, là lúc nào cũng được gặp nhau. Còn ở bên Mỹ, sống bên Mỹ nó nên nhiều cái nó chia ra cái thời gian, nó không có được gắn bó với nhau cái nói như vậy. Thì qua Jenny nói. Anh em nói. Oh, no, em nói là cái về lại cái sự đoàn kết của anh em á, là cái mà em thấy nó rất là đặc biệt về điện ảnh Việt Nam, là đặc biệt là điện ảnh Việt Nam á, là nó không có cái sự giấu nghề. Giống như là mỗi lần một cái phim Việt Nam mà ra mà nó hay á, nó sướng như đâu. Mẹ nó siêu sướng luôn á. Mỗi lần một cái phim Việt Nam ra mà nó dở đó, nó đau. Giống như là mặc dù mình không có liên quan. Không cần thiết là mình loan nghe, tại vì sao? Vì phim Việt Nam nó vẫn cần làm một cái, mình vẫn cần một cái chung nhau, là đa số người sẽ nhìn là phim Việt Nam hay là phim Việt Nam dở. Không có phải là cái này là hãng phim khác, là chắc như này, no, giống như một cái phim Việt Nam ra mà nó hay á, khán giả sẽ nói là phim Việt Nam hay quá, cái tiếp là cái gì?
You know, mà phim Việt Nam ra mà nó dở đó, ồ phim Việt Nam dở quá, thôi mình coi phim Hollywood, you know, like or something, right? Đau lắm. So nói chung là, yeah, đau lắm. Thì là mỗi lần một cái phim Việt Nam ra mà mình mong là, oh please, 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 cho nó hay. Mà nhất là phim Việt Kiều, oh man, phim Việt Kiều mà nó ra mà nó dở đó, trời ơi, nó nhục mặt không chịu nổi, mà mình không có liên quan. Tại cái đó là cái thành phần cái kinh nghiệm mà sống chung với nhau đoàn kết á, thì nó rất là liên quan với nhau, là tại vì mặc dù là khác phái đoàn, khác nhóm, nhưng mà cái sản phẩm mà nó ra trên màn ảnh á thì nó là tổng quát, là nó là biểu tượng một cái gì mà nguyên cái cộng đồng nó làm chung với nhau, nó có khá hay nó dở thì nó liên quan với nhau rất là mạnh. Đúng rồi, xong rồi like giống như like bây giờ là ai sản xuất gọi Jenny mà hỏi về you know, em quay cái này đâu, hay là cái này giá cả là như thế nào, làm việc cái diễn viên như thế nào, hay là gì đó, thì là mình sẽ nói ra hết. Mình không có giấu nghề, mình không có bí mật gì hết, là và ngược lại là em rất là thoải mái, là nếu như em có cái khó khăn gì đó em có thể gọi sản xuất này, hay là gọi đạo diễn này, hay là hỏi thăm bạn này quay cái bằng này chưa, cái này sao, xong rồi mình nói rất là thật với nhau và mình rất là chia sẻ với nhau, tại vì mình muốn mọi người muốn là mình sẽ thành công, you know, tại vì là mình thành công chung nhau thì cái sự cộng đồng, cái sự đoàn kết rất là mạnh mẽ, nó rất là mạnh và nó rất là hay, you know, like and hồi xưa là có những giống như là nhà làm phim Việt Kiều, nhà làm phim Việt Nam, nhưng mà you know em, nhưng mà bản thân em cảm thấy là càng ngày nó càng mờ đi, giống như là mình là một nhà không cùng có, nhau không có một cái đường mà chia ra, không có một cái lằn mà chia ra người này phía này, người kia phái này, nó cùng trừ một điều là có những như có một số thứ là Việt Kiều sẽ không bao giờ cười nhiều bằng Việt Nam, có nhiều cái nó là chắc cái là nó không có đúng cái humor của Việt Kiều sao. Jenny, là, ủa thấy phim này mắc cười mà, nên vì em là Việt Kiều em mới thấy mắc cười. Mà Jenny làm việc ở Việt Nam á, Jenny thấy có cái những cái gì mà những cái gì mà khó khăn với Jenny, có trong mấy thập niên mà Jenny làm ở Việt Nam á, Jenny cảm thấy những cái gì mà nó khó nhất làm phim tổng quát trong Việt Nam và làm phim trong cái ngành của Jenny ở bên Việt Nam. Em thật sự Jenny rất là may mắn là chắc là mặc dù Jenny đã làm nhiều phim thể loại nhiều khác nhau, indie, độc lập, nghệ thuật, hành động, studio lớn, hài, studio lớn, studio nhỏ, vân vân. Nhưng mà là đa số là phim phim lớn, phim kiểu studio thì là nó sẽ có một cái áp lực khác. Nên sẽ có là diễn viên là như thế nào, họ có lực fan bao nhiêu, họ có là có tên, có tuổi, you know, like thì là nó sẽ liên quan về sau đây mình phải bán nhiều, you know, phải lấy lại cái tiền trong diễn, cái áp lực đó là trong thế giới cũng có. Thì là nhưng mà Jenny may mắn là thường á là mình không có nhất là mấy cái thời điểm mà mình làm việc với Chánh Phương á, là trong thời gian mà em làm in house Chánh Phương á, mình chỉ có muốn làm một cái phim tốt thôi. Mình không có lo nhiều quá là cái phim này phải thắng, dĩ nhiên mình phải phim phải thắng để cho mình có thể tiếp tục, nhưng mà trước hết là mình phải làm một cái phim tốt. Sau đây thì là tùy cái dự án thì mình có thể thêm áp lực là cái phim này phải có star, phải có tên, phải cái này cái kia, hay là mình lo về khán giả có kiểu mà cái nghệ thuật quá. Nhưng mà cũng có mấy số mà giống như cái phim của Phan Anh Di chẳng hạn, phim Bi Đừng Sợ, thì là cái lúc đó là anh Di xin được mấy quỹ và là cái phim đó là không cần thiết là lấy lại vốn. Thì nó có cái hay gì trong đó thì là thật sự có là một cái phim và cái hướng nhìn của ảnh là thật sự là một cái phim nghệ thuật, là mình không có bị áp lực. Là mình không có bị áp lực là mình cần nhiều khán giả xem. Bản thân anh Di cũng nói là cái phim này chắc không có nhiều người xem đâu. Thì là cũng có rất là hay, nhưng thì là mình, thì em nghĩ là mỗi lần mình làm phim mình phải xác định là cái phim này mình cần làm nhiều người xem hay là không cần thiết, và nó sẽ liên quan nhiều về tiền bạc, right? Thì là nhưng mà
đầu tiên là mình phải làm một câu chuyện rất là hay. Hay. Thì là về áp lực á, thì là tại vì nhiều người hay hỏi em á là ok, mình làm phim ở Mỹ làm phim ở Việt Nam nó khác nhau như thế nào ấy. Thì là ở bên cái bự nhất á, là em phải nói là ở bên Mỹ á, là có luật, có you know, có cái hạn chót là hạn chót, luật là luật. Mình làm sai là mình làm sai, mình hết hạn là mình hết hạn. Còn ở Việt Nam á là có thể cái luật mà mình kéo lại éo vào đêm, mình éo vào đêm, mình có thể không biết có thẳng, là biết chú của cô, của em, của cháu, của bạn giải quyết này, vấn của đề sư được, làm việc, yeah, giải quyết được, you know. Thì là vì vậy về sản xuất là mình phải, cái công việc chính của sản xuất là mình phải giải quyết vấn đề, đúng không? Thì là em cảm giác em rất là tự tin là tất cả vấn đề mà xảy ra em giải quyết được, thì vì nó sẽ có cách, you know. Nhưng mà ngược lại á, vì mọi thứ mình cứ éo thì là nhiều khi mình ký hợp đồng, nhưng mà tự nhiên cái bối cảnh cái có một bà già trong nhà nó là ô thôi mà người về đi không muốn quay gì đó, thì mình sẽ ủa nhưng mà mình có hợp đồng, à tao có hợp đồng gì, à tao cũng không cần tiền, không cần tiền, you know, like mấy cái thứ đó cũng xảy ra, thì là nó sẽ có một cái thử thách khác, you know. Thì là cái mà mình làm dễ hơn cho mình cũng làm khó hơn cho mình luôn. Thì là thì phải nói là làm phim ở Việt Nam rất luôn thú vị, và dĩ nhiên có thêm một cái là duyệt phim, of course, cái là một cái lớn, cái kiểm duyệt ở Việt Nam, thì nó sẽ luôn luôn cho mình một cái thử thách, nhưng mà nhiều khi cũng có, vì mình biết là sẽ duyệt cái, mình sẽ tìm cách sáng tạo hơn để cho mình có thể là vượt qua cái đó. Thì giống như mấy cái thứ kiểm duyệt rất là lớn là mình biết, nhưng mà ok, không có hình ảnh của Hồ Chí Minh, không có giống như một cái tờ tiền á, thì một mặt thì có Bác Hồ trên nó, thì mình không có thực được thấy nó trên màn hình, you know, hay là cái cờ Việt Nam mình không có được thấy, về chính trị mình không có được nói, you know, like thì mấy cái bự vậy. Còn lại là con mấy cái như con ma, mình không có được thấy ma, nhưng mà cũng có mấy phim mà có con ma, hay là mình phải giải thích, hay là mình phải tìm cách, you know, like thì nói chung là. Nhưng mà Jenny có thấy càng ngày á, bên cái kiểm duyệt á, càng ngày họ càng dễ hơn, hay là càng ngày càng lỏng hơn, hay là không nói được? Yeah, khó nói lắm, tại vì trước hết là hội nó cũng, hình như năm nay nó cũng mới thay đổi á, thì là thì mỗi lần cái hội thay đổi thì mọi thứ nó loạn lên nhiều. Thì yeah, không, cái đó có dễ hơn thì không chắc là dễ hơn. Thì giống như là cái thời mà lúc em làm Bảy Rồng là cái phim đầu tiên mà sản xuất ở Việt Nam, là mình rất là giống như kiểu mà mình nó rất là bạo lực, right? Nó rất là khó duyệt phim đó, tại vì bạo lực quá mà mình phải nói là oh no, nó phải bạo lực để cho mình có thể nói cho mọi người là không có nên bạo lực. Giống như mình làm Bùi Đời Trời Lớn cũng vậy, giống như là cái mục đích của Bùi Đời Trời Lớn là mình không có muốn nó, mình không có muốn người ta vào làm giang hồ, thì mình phải làm cái thế giới giang hồ rất là ghê gớm, thì họ vẫn không muốn làm. Đúng rồi, you know? Nhưng mà ở mình cuối cùng cái phim nó bị cấm, nhưng mà that's một câu chuyện khác. Nhưng mà nói chung là thì lúc Bảy Rồng mình làm được nhiều, xong rồi lúc mà Bùi Đời Trời Lớn mình bị cấm, xong rồi sau đó là khó cho tất cả phim sau đó. Xong rồi từ từ nó mở lại. Còn những cái phim mà Jenny tham gia mà làm, nhưng là những cái phim mà từ production của người ngoại quốc như là Five Blood hay là Spike Lee vào, thì cái hành trình mà làm cho những cái production đó như thế nào? Từ bên sản xuất tới bên duyệt tới tất cả nó như thế nào? Jenny có thể nói về cái đó được không? Được. Thì em thấy là vì giống như từ nhỏ thì em là một người rất là đa dạng, thì là giống như em trong đại học thì em vào mấy cái hội nghệ, thì em vừa vào hội Việt Nam, hội Philippines, hội Đài Loan, hội này hội kia, xong rồi sau đó là tiếp theo là em về Việt Nam thì là nó có nhiều cái hoạt động, thì em đi tất cả show, em hoạt động, em đi học nhảy, học múa, học ca, học đàn, học cái này kia, đi thăm cái này thăm kia, thì em có rất là nhiều người, biết nhiều người mà em cái gì cũng thử, mình làm MV, mình làm quảng cáo, mình làm tài liệu, mình làm phim này phim kia, và mình tham gia cuộc thi cái này kia, thì là
thì vì vì mình như vậy á thì mình biết được nhiều người, thì là về cái câu chuyện The Five Bloods, đặc biệt là cái thời đó là bạn bạn thân của em Trevor cũng là bạn thân của Andy, là Jenny gặp từ Anderson, là anh đang làm trợ lý đạo diễn cho cái dự án đó, là và anh đang tìm một người mà kiểu mà phiên dịch xem mà giúp đỡ tư vấn về Việt Nam cho cái dự án, thì là anh nói là ô anh nghĩ em sẽ làm rất tốt, em có một cái resume, có cái CV gì đó thì mình đang collect, xong rồi họ sẽ chọn, xong rồi nó ok. Xong rồi lúc đó thì em lúc đó, thật sự lúc đó là em đang sản xuất phim Chẳng Tí, nhưng mà cái mà nó chưa tới là cũng mấy tháng, là kiểu mà mới mới bước vào cái dự án đó, thì là em nói ok thì em cứ thử coi như là em nếu như em đoạt được thì em sẽ tính sau. Đấy. Thì là sau khi em làm một cái resume mà em rất là may mắn là trước đây là nói chung là có duyên mà có số 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 tốt, là hen và vừa vừa timing về cái thời điểm đó, thì là tất cả mấy cái dự án mà em làm nó coi như là người ta thấy là em làm việc em tốt, xong rồi thích cái tên của mình rất tốt, mình cứ được người ta nói khen mình, xong rồi người ta mời 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 tới lúc mà tới The Five Bloods mới làm cách đây một năm ngoái đó, là lúc đó là em chưa bao giờ kiểu mà đi phỏng vấn cho lấy một cái công việc, giống như toàn là người ta mời đấy. Bye. Sau em tự nhiên em phải ngồi xuống về viết một cái resume rất là hồi hộp, xong rồi em viết tất cả mọi thứ ra, xong rồi em gửi qua, xong rồi anh Spike thì là anh xem tất cả, xong rồi cuối cùng chọn mình, thì là mình rất là bất ngờ. Và xong rồi lúc đó thì mình phải nói bên Studio 68 là ok, mình sẽ tham gia cái phim The Five Bloods, mình sẽ đi vắng khoảng 2 tháng rưỡi, nhưng mà phim Chẳng Tí là 6 tháng mới quay thì bây giờ là như thế nào, nhưng mà bên bên đó là họ muốn bắt đầu sớm á, thì là họ nói là ô sao chắc chắc ok nếu như thầy Jenny lấy cái dự án đó thì mình mới làm Chẳng Tí, xong rồi ok mà thì phải phải mà cái thì trên go thì anh nói đi. Thì là mình bước vào cái The Five Plus, là mình vào ekip, là mình vào một tuần trước khi quay, thì thật sự là lúc đó là về về cái phần tư vấn thì mình cũng không có tư vấn nhiều, giống như mình chỉ có tư vấn mà thứ là mình thay đổi được, dĩ nhiên mình không có tư vấn trên kịch bản, mình không có tư vấn từ nhiều thứ, thì là những cái mà mọi thứ mà mình thấy trực tiếp mình có thể chỉnh được. Thì là dĩ nhiên sau đây cái phim nó ra, nó có nhiều người bực mình về phim đó, về nhiều cái về thứ mà nó ôm chứ là một cái hướng nhìn rất là kiểu mà bề ngoài không có sâu về người Việt Nam, không có đúng thời này thì đúng, thì rồi tại vì lúc mà anh Spike hỏi hỏi em là ô cái này có thể xảy ra không, thì em cũng nói là I mean không phải là dĩ nhiên có thể nhưng mà hiếm lắm, coi như là thật sự cái thời này mà về ai mà giận về chiến tranh đó, nhất là thế hệ trẻ đó, coi Không nhiều người có. không có nhớ chiến tranh luôn á, không có biết, dĩ nhiên biết là nó có một cái chiến tranh nhưng mà nó không có là kiểu mà mấy người trẻ không có bị ám ảnh Không có ai đặt giống như nặng cái về vấn đề đó đó. no, mấy người già thì có nhưng mà thật sự Mà cái không, số đó cũng thì như hiếm lắm. Cái số mà thì mình đi là đường mình gặp mà. thì là em nhìn cái phim đó là em thấy là rõ ràng là anh Spike muốn kể một câu chuyện về mấy người da đen và cái hướng nhìn của mấy người da đen trong chiến tranh, là cần mấy cái nhân vật Việt Nam giống như là cái cớ cho cái kể chuyện của tâm lý của người da đen. Da đen thì giống như em cũng tha nó, là vì nó không có phải là ok nếu như mình không có cũng có thể là expect là một người da đen kể câu chuyện người Việt Nam, giống như là người Việt Nam mà kể chuyện da đen cũng không có Đúng rồi. chưa chắc là ấy. So, nói chung là nhưng mà cái kinh nghiệm của em mà lúc mà làm vào cái đoạn phim Đó. đó rất là sướng, coi như là tại vì trước đó em làm một cái phim ngoài Hà Nội, Xe Tải Của Cha, phim độc lập của anh Mauricio, là một cái phim toàn bộ độc lập, là coi như là tất cả tiền là từ quỹ và từ túi của em và túi của đạo diễn, và phim nó cực như đau, siêu cực. Nói chung là em rất là tin tưởng vào cái phim và em rất là quý đạo diễn thì em làm, và tại vì lúc đó là trước đó là em ở trong cái coi như là cái nhà ấm cúng của Chánh Phương, xong rồi sau đó là làm độc lập thì là cái này là không có ai bảo vệ mình, không có công ty, không có hãng phim, it's just me, like so nói chung là nó cái dự án nó rất là khổ và rất là cực nhiều thứ. Thì
em bắt đầu giống như kiểu mà hơi bị suy sụp về về nghề, giống như cảm giác giống như là tinh thần, mình tinh thần ấy, giống như mình trong nghề này quá lâu và mình có gì để nói về cái nghề mình, you know. Thì là lúc mà em được vào cái phim của anh Spike, là trước hết là nhìn lên vào cái hệ thống Netflix là một cái, và anh đạo diễn Spike là quá nghệ, là quá là có tên tuổi và cái tên tuổi. Nhưng mà cái đặc biệt của anh Spike là mặc dù là anh là đạt giải Oscar và anh là có tên tuổi và anh là chuyên nghiệp, nhưng mà anh vẫn có cái linh hồn của một người nhà làm phim độc lập. Nhưng như là anh vẫn cần là người đầu tiên ở trên hiện trường. Anh là anh chưa xong là anh người đầu tiên mà trên mặt bên cạnh monitor. Anh là giống như anh suy nghĩ rất là sáng tạo, đam mê. Giống như là một ví dụ là cái phim đó là quay hết ở Thái Lan, đa số là Thái Lan, còn khoảng một tuần ở Việt Nam vậy. Nhưng mà cũng có mấy cái cảnh ở trong phim là tổ chức là ở bên Mỹ nhưng mà quay ở Thái Lan. Thì là dĩ nhiên họ cần nhiều diễn viên quần chúng da đen. Mà thì là lúc đó ở Thái Lan rất là khó tìm đấy. Ở Việt Nam cũng khó tìm. Thì anh ra một cái ý tưởng rất là hay là anh tổ chức một cái buổi tiệc miễn phí ở Chiang Mai. Sau anh mời tất cả người da đen, anh lên Facebook search mấy cái hội ngày da đen ở Thái Lan, tất cả, xong anh nói là party miễn phí với Spike Lee, tất cả vào qua đây chơi uống rượu, you know, gặp Spike. Wow. Nhưng mà nếu như bạn vào, bạn phải đăng ký làm diễn viên quần chúng. Quá hay. Thì, yeah, quá hay. Đó thì đó là một cái đường lối rất là độc lập của những cái đội mà làm phim độc lập nhỏ. Yeah, đúng rồi. Thì cái từ cái tiệc đó là anh có nguyên danh sách, là anh có diễn viên quần chúng da đen và anh được tìm mấy người mà stand in, mấy người sẽ đứng thế cho diễn viên chính và mà giống họ luôn á, để cho mình đặt đèn này nọ đó. Xong rồi tại vì diễn những cái việc stand in ở là nó cũng là không quá cao, mà phải bay một người từ Mỹ qua, xong rồi tùm qua là tìm đó sẽ tiết kiệm, you know. Xong rồi thêm anh tìm được mấy trợ lý đạo diễn của anh, director's assistant là coi như là không phải là phó đạo diễn nhưng mà là trợ lý kiểu mà sẽ nghiên cứu cho anh, là sắp xếp công việc cho anh vân vân. Thì anh tìm mấy người như vậy là và mấy người mà thì nói chung là một cái rất là hay và rất là hiệu quả. You know, là cái này là anh làm hay là anh có người mấy người phân phối ra? Anh ra cái ý tưởng xong người ta phân phối vậy. Xong rồi xong rồi anh cũng thêm một cái là anh nói là ok, anh biết là anh ở Thái Lan đang làm phim Việt Nam, nhưng mà anh muốn là tôn trọng là anh muốn tìm tất cả diễn viên, tất cả người Việt Nam ở Thái Lan để cho đóng vai diễn viên quần chúng, để cho nó thật như cái thật nhất có thể, mặc dù không có thoại. Tại vì anh cũng nhận ra là ok, cái mặt của Thái Lan dĩ nhiên cũng có nhiều người Việt Nam mà giống người Thái Lan và nhiều người Thái Lan giống người Việt Nam, nhưng thật sự là cái mặt Việt Nam thì mình nhìn vào cũng biết. Thì là anh ráng tìm là nhiều người Việt Nam, thì là một cái trách nhiệm của Jenny là lúc mà ở đó thì là mình sẽ nói tiếng Việt, mình sẽ phiên dịch cho mấy người Việt Nam, xong rồi tất cả mấy cái vai mà người Việt Nam mà nói giọng Việt Nam, nói tiếng Việt thì phải bay từ Việt Nam qua. Thì là em là người mà sẽ như phiên dịch cho anh Spike lúc mà tập hoặc là on set là điều khiển như nào. Xong rồi có một cái đặc biệt là cái ngày thứ nhì, như là ngày thứ nhì quay á, là hay là ngày đầu tiên á, nhưng mà anh hỏi em viết một cái phân đoạn trong phim luôn á. Hấp dẫn. Xong rồi em em viết một phân đoạn nhỏ nhưng mà nó vẫn ở trong phim. Nó có phim à? Ok. Wow. Giữa hai mẹ con. Kind of cool. Xong rồi gì em viết ra, xong rồi anh ngồi lại, xong rồi anh chỉnh một cái, xong mình quay luôn, xong rồi hấp dẫn quá, rất là cool, rất là hay. Xong rồi nhưng mà nó có nhiều cái mà rất là hay, và cái kia là và mình nhận ra là cái này cũng là một cái ước mơ cho em trong nghề ngành điện ảnh ở Việt Nam á, là tại vì giống như là lúc mà em qua tới cái đoàn Netflix là dĩ nhiên là ok, họ có nhiều tiền hơn là ok, you know, mình ở khách sạn sang, xong rồi you know, đồ ăn ngon như này kia. Nhưng mà cái mà mình nhận ra là ở Việt Nam á, là bây giờ năm nay em 40 tuổi, là ở Việt Nam coi như là em là một người già nhất ở trên hiện trường. Nhưng mà có thể có vài người già hơn, nhưng mà coi như là em trong một người già nhất. Còn ở trong Netflix là em là một người trẻ,
Đúng rồi. Là coi như là mấy người mà theo nghề phim ở bên Mỹ á, là họ theo lâu dài. Mặc dù không, mà ở Việt Nam nếu như mấy người mà theo lâu dài là họ là đạo diễn sản xuất, giám đốc sản xuất, nhưng mà cái người là trợ lý đó không bao giờ theo dài. Vì sao? Vì là cái thật sự là cái ngành điện ảnh của Việt Nam vẫn còn đang phát triển rất là nhiều nha. Từ lúc mà hồi lúc mà em với về Việt Nam, maybe là 4-5 phim sản xuất một năm, bây giờ là mấy chục 60 phim sản xuất một năm, thì cái nó tiến bộ rất là nhiều. Nhưng mà cái lương của mọi người nó không có tiến bộ nhiều bằng, và cũng là vì cái thị trường nó vẫn cứ đang đang Phát tiến triển. bộ và phát đang phát đang phát triển, và nó cũng là một cái risk khi mà một cái mình làm một cái phim có thể là mình sẽ bị lỗ, cái rủi ro rất là cao. Thì giống như em cũng hiểu, nhưng mà I don't know, mình muốn tìm cách mà mình có thể là làm cho mọi người ekip cảm giác là cái này có thể là một cái nghề mình theo được lâu dài, và mình không có phải là giống như mình làm một cái bộ phim, dĩ nhiên mình cũng làm một cái sản phẩm tốt, nhưng mà cái hành trình, cái hành trình mà để quay cái bộ phim nó phải đối xử với mọi người rất là tốt, giống như đừng có làm quá sức, đừng có làm, phải có đủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng mấy cái thứ này nó cũng rất là quan trọng. Quan trọng về cái sự sản xuất mình cũng nhìn vậy. Thì mình coi cái vụ giống như Netflix á, thì anh Spike và tất cả sản xuất họ rất là tôn trọng mấy cái đó. Mà Ken nghĩ là cái văn hóa của những cái ekip phim á, thì càng ngày nó sẽ tiến theo cái đường lối mà làm cho anh em sinh hoạt trên một cái trên set là phải tôn trọng những cái việc mà sức khỏe của anh em, và những cái cẩn thận hay là những cái tiêu chuẩn mà làm cho anh em đừng có bị kiệt sức, hoặc là đừng mà bị làm tổn thương cho những người trên ekip. Thì lúc này đó thì Jenny bước sang qua vấn đề mà producing, nhưng mà theo như Ken biết đó là Jenny cũng tham gia qua những cái đội mà ekip, không phải là producing mà sản xuất mà hàng ngày mà on set, mà bây giờ là Jenny được mời vào làm những công ty khác như là hãng East Film. Thì Jenny có thể nói chuyện về cái về đề tài cái tham gia của Jenny trong cái đoàn East Film. Thì cái East Films là cái mình thành lập cách đây 2 năm, nhưng mà chính thức là chắc cũng phải một năm. Thì là cái hội nói chung là làm việc với bạn bè thì là nó bắt đầu từ lúc mà anh Stefan có qua đời, thì mình thấy là mình cần giống như đoàn kết với nhau làm một cái hãng phim mà mình có thể là đem tất cả mấy cái thứ mà về mấy năm kinh nghiệm để cho mình làm một câu chuyện hay, và vừa Việt Nam mà vừa có thể đem qua nước ngoài. Và mình muốn nuôi thế hệ mới của Việt Nam, thì muốn làm cả hai. Thì là thì năm nay là rất là may mắn là được đồng sản xuất với phim Ròm và phim Be Water, mà anh Bảo Nguyễn là cũng là một trong partner, đồng nghiệp trong cái trong East, là anh là đạo diễn phim đó và được nhiều thứ mà người ta khen và để ý về phim mình, thì bắt đầu có tên, mà cũng chưa có tìm mà có tên. thì là cái nhóm này là rất là đặc biệt với Jenny, là một là tất cả mọi người trong đó là Jenny quen rất là lâu dài, là một là mình rất là thương nhau và rất là tin tưởng vào nhau, và mọi người có một cái sức mạnh khác nhau. Và tại vì trước đây là mặc dù em trong nghề lâu và đã sản xuất rất là nhiều phim, bây giờ lại sản xuất cũng 13 phim rồi, nhưng mà về giống như mình cảm giác như là cái phim là phim của mình á, là chỉ có một số phim thôi. Và sau đây thì là em càng ngày càng cảm giác giống như là mình muốn làm gì mà mình lại giống như kiểu em bé của mình, thật sự là con của mình. Và là mình mà tham gia từ đầu, từ một cái cục ý tưởng ra thành một cái bộ phim, mặc dù nó có thể take a long time, mấy năm hay gì đó. Và nhất là mình vào cái vị trí mà không phải là chỉ có, trước đây là em làm giống như một dự án, nhưng mà em nếu như mình làm có thể nhiều dự án mà trong vài trong
trong vai trò khác nhau và những mấy cái đội khác nhau mà mình dùng cái kinh nghiệm của mình á, mình làm được, mình có thể là ảnh hưởng được nhiều hơn và mình có thể kể nhiều chuyện hơn thì nó sẽ hay hơn. Thì là ngoài cái vụ East là mới đây thì là có cái công ty Pops Worldwide, là Pops là một cái công ty về digital lớn nhất ở Đông Nam Á, và trước đây là họ chuyên về nhạc, về e-sport, về comic, webtoon, mà bây giờ là họ bắt đầu làm series, bắt đầu làm original, và dùng mấy cái ý tưởng gốc của họ, xong rồi cũng làm mấy cái branded content về hợp tác về với thương hiệu mình nào nọ. Thì là công ty hãng phim East của mình thì là vào Pop để cho pitching, để cho đấu câu chuyện, đấu dự án. Làm cùng nhau. Xong rồi tự nhiên trong cái quá trình mà đang đấu, xong rồi tự nhiên được được bà Esther là giám đốc CEO bên đó mời em vào công ty luôn. Thì lúc đó mình nói ồ, nhưng mà mình có hãng phim của mình mà mình vào công ty khác có bị gì không? Xong rồi nhưng mọi người anh em trong trong nhóm ý nói nó Jenny, anh nghĩ là cái này là tốt cho mình, tại mình cũng Pop nó cũng ở lâu dài và mình cũng có thể là làm việc cùng nhau. Nghĩa là nó không có nó, bởi vì thật sự East là tập trung nhiều, tập trung là về phim nhựa, còn Pop không có tập trung về phim nhựa, nhưng mà sau đây sẽ làm phim nhựa. Nhưng mà em cũng đang muốn làm hai công ty lắm, giống như đoàn kết với nhau. Đúng rồi. Là về có cái sức, để bị hai bên có cái sức mạnh khác nhau, và thì bây giờ em vào East làm vào Pop làm head of production cho bây giờ sắp ba tuần cũng mới, và có rất là nhiều dự án và rất là nhiều cơ hội, và mình rất là vui là được nhiều người ủng hộ và mình có thể tạo ra thêm cơ hội để cho nhà làm phim trẻ. Và mình nghe Ken ngồi Ken nghe bao nhiêu cái thời gian nhiều năm Jenny sinh hoạt trong cộng đồng phim và đi từ những cái ngày mà sống ở đại học tới ngày nay được tham gia hai cái đội ngũ phim Pops và East là rất là mạnh trong cái thế giới điện ảnh. Jenny có cái tầm nhìn về sau này đó, về cái điện ảnh Việt Nam, cái cộng đồng Việt Nam á, Jenny thấy cái xu hướng nó đi về đâu, cái xu hướng của điện ảnh về đâu, và Jenny cũng mong muốn nó về đâu theo cái tư tưởng của Jenny. Well, I just feel like cái hay của điện ảnh Việt Nam á là nó rõ ràng là, và cái này là rất đặc biệt với Việt Nam, là even like ở bên Thái Lan nó cũng không có cái này, mặc dù điện ảnh Thái Lan nó phát triển rất là nhiều, nhưng mà giống như là nếu như cái phim Việt Nam ra mà nó hợp và nó đúng gu của người Việt Nam và người Việt Nam rất là thích nó sẽ bán nhiều vé hơn phim Hollywood. Thì từ cái thời em trên 18 thì là rõ ràng là bán nhiều hơn Fast Furious, bán nhiều hơn Kong vân vân. Mà sau đây mà em trên 18 là cái đó nó được phá rồi, bây giờ sau đó là mấy phim khác nó cũng cao hơn. Thì là nó rất là hay, giống như là phim Việt Nam có thể vượt qua phim Hollywood trong ánh mắt của khán giả Việt Nam. Nó có cái sự rất là hay, thì rõ ràng nó không có phải là mình phải có người nổi tiếng, hay là mình phải có cái này, hay là mình phải có cái ngân sách quá cao, nhưng mà mình phải có cái câu chuyện hay, cái nội dung phải hay, có cái nội dung hay và cái nội dung gì mà nó sẽ đúng đi vào lòng người của người Việt Nam. Đi đúng rồi, thì cái đó là mình rất là lạc quan về cái tương lai của phim Việt Nam. Thì và mình phải tìm mấy cái tài năng mới, tại vì bây giờ là không lẽ là giống như là em là một người, anh Fancine là một người, anh Hàm Trần là một người, Charlie Nguyễn là một người, Victor là một người, anh Quang Dũng là một người, không phải là Lê Thanh Sơn là một người, không phải là mình không có thể làm nhiều tất cả, và mình cũng mệt, giống như là nhất là về cái vai trò đạo diễn, là đạo diễn làm một phim một năm là nhiều rồi đó. Là bản thân em thì là trong vai trò sản xuất, thì là sau đây thì là nói chung là em cũng có thể là em muốn đạo diễn một bộ phim, nhưng mà thật sự em rất là thích làm sản xuất, bởi vì em có thể là phát triển nhiều ý tưởng, và em rất là thích kiểu mà tìm cái sức mạnh của nhiều người,
xong rồi để vào một cái ekip để cho làm một cái gì rất là đẹp, you know? Thì thì mình đứng ở trong và cho mình thấy được cái ngược lại là tại vì lúc mà em bắt đầu nghề ở Việt Nam, thực ra em cũng mới vào nghề điện ảnh, em cũng rất là non. Maybe trước khi mà em trước khi là 2009 là em về Việt Nam sống ở, là trước đó em mới có làm phim maybe like 3 năm à, thì là em vào cũng non và điện ảnh lúc đó cũng đang phát triển, là em phát triển cùng nhau. Thì em cảm thì cái thời điểm nó rất là hay, mặc dù em không phải là già nhưng mà at least I don't think so. Thì là thì em may mắn là nó đúng cái thời điểm để cho đi cùng nhau, you know. Thì là em thấy là nó sẽ đi xa hơn mình luôn á, và mà thế hệ bây giờ nó quá cho nhiều người giỏi, mình phải dừng lại một tí là mình phải nghiên cứu là mấy bạn mới là ai, you know, về tất cả về vị trí, về quay phim, về thiết kế, về phục trang, về diễn xuất, về đạo diễn, về you know dựng phim, là like, rất là nhiều người, về âm thanh, về nhạc, về nói chung là nó là một cái thời điểm rất là hay, và quan trọng là mình phải tìm cái đúng công thức để cho làm ra một cái phim rất là hay. So nói chung là mình rất là lạc quan, mặc dù mình dĩ nhiên phải nói là thực tế là vẫn có một cái rủi ro, nhưng mà mình cũng phải giống như mình nhất là mình làm phim, mình cũng phải biết là có okay, sẽ có phim mà nó thất bại về có thể mặc dù có thể là thất bại về tài chính, nhưng mà nó không có thất bại về nội dung. Đúng rồi. Hay là nó phải được thành công về tài chính, nhưng mà nó không hay lắm, nhưng mà nó sẽ you know, so nó có qua cái lại cái văn hóa của nước ngoài mà trong cộng đồng phim điện ảnh mà ở ngoài nước ngoài đó, thì họ có cái tiếng nói về cái xu hướng về văn hóa tiếng Anh đó, nó có một cái câu là woke culture. Bên Việt Nam đó, tại vì Ken biết là Jenny có văn hóa Việt Nam của bố mẹ ông bà nội bà ngoại để lại, và văn hóa của người Mỹ, tại vì Jenny sống bên Mỹ rất là lâu, thì có một cái văn hóa thứ ba đó là cái sự phối hợp của văn hóa tiếng của người Việt và của người Mỹ đó. Thì Ken, Jenny, Anderson, tất cả anh em mà sinh đẻ bên Mỹ đó, có một cái văn hóa thứ ba là cái văn hóa third culture, là cái văn hóa mà nó tập trung của hai cái đó, là nó sản xuất ra một cái văn hóa thứ ba đó. Thì Jenny có cái văn hóa thứ ba đó với lại bên woke culture đó, Ken muốn biết là có ảnh hưởng cái cách suy nghĩ của Jenny, hoặc là Jenny phải đại khái là phải để qua một bên, hay là Jenny có để nó ảnh hưởng cái cách sản xuất của Jenny không? Chắc chắn là mình phải cho nó ảnh hưởng cái cách mà mình sản xuất. Tại vì cái văn hóa thứ ba thì nó sẽ nằm ở giữa, và cái văn hóa này nó luôn luôn thay đổi. Thì là bản thân em là ở Việt Nam 11 năm rưỡi rồi, nhưng mà mình vẫn cần khám phá mấy cái thứ mới. Mình vẫn cần đi học để cho tiếng Việt nó tiến bộ hơn. Mình vẫn cần ráng chịu khó đọc nhiều sách hơn, đọc thơ. You know, like, okay, dĩ nhiên là mình đành tiếng Việt, nhưng mà về giống như quá giỏi về văn không giỏi lắm. You know, like, một cái ước mơ của mình là luôn luôn là muốn làm hai bà Trưng. I know. Oh, wow. Mình nói cho chắc cũng phải mười mấy năm mình chưa làm gì hết. Thì là, nhưng mà mình, you know, cái bước đầu tiên là mình phải giỏi hơn về văn, tại vì mình muốn học, mình muốn đọc mấy cái quyển sách hồi xưa, mình muốn thật sự hiểu văn hóa Việt Nam nhiều hơn, mình muốn đi học, you know, like nói chung là bổ sung cái tiếng Việt. Bổ sung, đúng rồi. Tại vì luôn luôn sẽ, nhất là mình đang làm phim, là mỗi lần mình làm phim Việt Nam thì cái, nếu như mình chỉ có suy nghĩ về tài chính á, thì là đa số cái phần mà lời của phim á, thì là thị trường Việt Nam. Xong rồi sau đó nếu như mình bán nước ngoài là kiểu mình nó kiếm thêm thôi. Thì là mình phải biết khán giả Việt Nam, và mình phải giống như chạm vào lòng mà cái cách mình làm vậy là mình phải biết sâu hơn, thì luôn luôn sẽ có cái sự Việt hóa, nhất là mình là Việt Kiều, mình là Mỹ gốc Việt, mà mình tạo ra một cái dự án hay là viết kịch bản, nhưng mà phải thêm
mấy cái thứ Việt hóa, mình phải học nhiều hơn, mình phải hiểu nhiều hơn mình mới làm được. Chứ mình làm một cái phim ra mà nó là quá Việt kiều và mình có việc thì nó không có đâu ra đó, và đúng nó rồi. cũng có thể là em mình có thể là mình hay là mình ok hay là mình đi luôn, mình làm cái phim rất là Việt kiều để cho mình bán ở nước ngoài, có thể là thành công đấy. Nhưng mà thật sự là nếu như nó có cái trộn trộn cả hai mà mình ở trong cái văn hóa ba thì nó sẽ rất là hay, nó sẽ rất là có cái gì đặc biệt và mà có gì để xem, đúng không? Nó sẽ nhưng mình xác định rõ ràng là mình, cái tiếng nói của mình là gì, you know? Giống như là bản thân em là em tại vì mình sống ở văn hóa thứ ba đó thì cái cách mà mình nhìn vào văn hóa Việt Nam sẽ khác và cái cách mà mình nhìn vào cái văn hóa Mỹ cũng khác. Đúng rồi. Thì là nó ảnh hồi xưa hưởng là nghe nó ảnh hưởng nhiều. Hồi xưa bà nội em cũng hay nói là nó không có gì mà không có văn hóa gì mà sai hơn đúng hay là tốt hơn, nhưng mà mình phải dùng tất cả mọi thứ mà là mình dùng cái gì mà người Mỹ là cái mấy cái thứ mà tốt đẹp với là một người Mỹ là mình lấy ra, mà cái tốt đẹp của người Việt Nam lấy ra thì mình sống như vậy. Cái không biết cái đó có trả lời câu hỏi đúng không? Đúng, rất là chi tiết. Cái hồi nãy là Jenny có nói về là hai bà Trưng, nhưng mà Jenny có những cái nội dung trong cái tư tưởng của Jenny là muốn kể những cái câu chuyện dành riêng của Jenny không? Thì về 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 hai bà Trưng á thì là mấy đây bạn bạn của Jenny mới nói lại, trời Jenny nói hai bà Trưng mấy chục năm mà chưa làm chưa đọc chưa viết chưa ghét mà, and I was like oh that's true. Nhưng mà bây giờ em nhận ra là thật sự nó là vì vì sao, vì hai bà Trưng là nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam và em cảm giác giống như là em rất là muốn phụ nữ đứng đầu cho cái dự án đó. Thì là có thể là sau đây là không phải là có thể là nếu như em kết hợp với mấy người mà đã nghiên cứu mà đã ấy thì trên làm nó tốt hơn á thì là cũng hay. Nhưng đúng là thật sự là nếu như mình là đáng lẽ là tới bây giờ mình phải làm gì đó mà mình chưa làm gì, xong mình nói ủa sao mình ok đúng là mình break it down là ok để vì phụ nữ để vì mạnh mẽ thì là mình có thể là mình làm dự án khác trước đó. Nhưng mà về về riêng mình á thì là em nghĩ là nếu như especially là về cái bản thân và viết kịch bản hay là đạo diễn á thì là em muốn bắt đầu với cái gì mà em muốn em biết trước, nếu như về you know đời sống mình về về một Việt kiều về Việt Nam tìm tình yêu mà thất bại rất là nhiều thì là thì em có một cái ý tưởng cũng đang muốn làm về cái cũng hơi giống như đời em là gọi là my future ex boyfriend là bộ người yêu cũ tương lai trong tương lai người yêu cũ trong tương lai thì là nói chung là về một người mà rất là mạnh mẽ và đang đang hẹn hò ở Việt Nam. Thì em thấy là ở Việt Nam mấy cái phim nhựa nó toàn là mấy người mà sắp kết hôn hay là đã kết hôn hay là có bạn trai gì đó, nhưng mà không có ai viết về giống như một người đang hẹn hò quen nhiều người tìm bản thân mình và biết là trong cái thời điểm này á, thì em thấy là nhiều người có thể relate và nó cũng là hay. Một cái tư tưởng rất là hay, một cái tư tưởng rất là lạ. Ken thấy rất là lạ. Hoặc là phim truyện. Thì nói chung là rất là lạ về giống như kiểu mà tiếng Anh modern woman là một phụ nữ hiện đại, you know, là bởi vì bây giờ là em thấy thế hệ mới trẻ bây giờ đó là rất là mở rộng và rất là nhiều người phụ nữ mà thông minh, mạnh mẽ, có quyền và có tìm tình yêu. Đúng rồi, nó cũng phải qua một cái giai đoạn của xã hội Việt Nam chỉnh lại cái cách của người phụ nữ mà mạnh cái sức mạnh, cái đó cũng cũng khó, mà nhiều khi cái xã hội nó chưa có chuẩn bị được nó chưa đi kịp với nhau. Thì cũng qua cái thời gian thì giống như là nghệ thuật và phim câu chuyện là hay vì mâu thuẫn, đúng không? Phải có cái mâu thuẫn, thì là cái mâu thuẫn giữa giống như kiểu traditional truyền thống truyền thống truyền thống truyền thống truyền thống truyền thống traditional
truyền thống is traditional. Giống như truyền thống của Việt Nam, xong rồi truyền thống của Việt Nam, xong hiện đại của Việt Nam, hiện đại của thế giới, thì nó sẽ luôn luôn có cái sự mâu thuẫn. Mâu thuẫn. Thì nó sẽ có cái hay, nó sẽ có cái hay trong nó. Thì là cũng thì lý do mà em nghĩ là nếu như mình làm được một câu chuyện về hẹn hò, một người phụ nữ mà hẹn hò trong hiện đại, thì nó cũng có cái nhiều thứ sẽ hay và vừa xúc động và vừa hài hước. Thì bản thân em là luôn luôn thích mấy cái tác phẩm mà nó vừa vừa tình cảm, vừa xúc động và vừa hài hước. Jenny nói cái và một lạc cái quan. Câu Jenny nói một cái câu mà Ken nghĩ là cái quan trọng nhất đối với Ken á, mà lúc mà mình chia sẻ về câu chuyện á, là nó phải có cái mâu thuẫn ở trong. Nếu mà câu chuyện nào mà nó không có cái mâu thuẫn, cái kêu bằng tiếng Anh chắc có lẽ dịch ra chính xác nhất là cái irony á, phải không? Nếu mà nó không có cái irony, nó không có cái mâu thuẫn á, thì là hai cái phía mà trắng đen hay là hai cái mà nó khác nhau á, nó không có được gặp gỡ với nhau. Thì Ken nghĩ là cái một trong những cái tư tưởng mà về cái tư tưởng mâu thuẫn á, là cái đó nếu mà cái người nghệ sĩ mà trong ngành ca, ngành viết nhạc hay là viết phim á, mà đi sâu vào những cái mâu thuẫn của cuộc đời của mình hoặc là của xã hội á, thì từ cái đó đó có phải là đúng là những cái mẫu chuyện ra mà nó rất là rung động mình, cho mình nhất, phải không Jenny? Đúng rồi. Thì thế mới là mình vượt qua cái đó, mình vượt qua mấy cái thử thách thì nó đã, you know? là cái đó lý do mà you know, quá trời là không có phí, không có chỉ điện ảnh nhưng mà là thơ, you know, bài hát, you know, mọi thứ nó phải vượt qua cái gì đó, nó phải nói chuyện về cái nội dung, you know, nó về mà cái mâu thuẫn mà cho mình thấy bản thân mình ở trong đó. Nhưng mà mới đây là cái phim Tịch Trăng Máu mới ra, thì cái hay của cái Tịch Trăng Máu là nó chỉ có một buổi nhưng mà quá trời thứ xảy ra, và nó và mỗi nhân vật nó rất là khác và nó trong vị trí khác, thì là mình thấy bản thân mình tìm bản thân mình ở trong đó. Thì nó rất là sướng, you know, là lúc mà coi phim nó đã lắm. Ken rất là quý cái thời gian Jenny đã dành cho Ken nói chuyện với nhau. Thì công nhận là mình quen nhau cả mấy thập niên, hơn chắc 20 năm, mà mình chưa bao giờ mà mình tâm sự với nhau bằng tiếng Việt. Và cái cuộc nói chuyện này Ken hy vọng là sẽ có rất là nhiều cơ hội để mình ngồi nói chuyện tiếp tục. Ken bên này cảm ơn Jenny, cảm ơn rất là nhiều đã dành thời gian. Và Ken biết bên đó là rất là khuya, mà Jenny nhiều sức, rất là nói chuyện rất là hấp dẫn và nói chuyện dồi dào. Anh Ken dễ mà. Cảm ơn Jenny, cảm ơn. Nhưng mà để em chia sẻ một cái điều cuối cùng nha. Nếu mà Jenny còn sức á thì mình cứ nói chuyện tiếp. Tại Ken sợ là Jenny kiệt sức bên đó thôi. Nói chung là thường em thích kiểu mà kết thúc một cái buổi nói chuyện với một cái lạc quan, một cái tiêu cực và một cái tích cực, là sau là em muốn kiểu mà tiếng Anh hay nói là cái epilogue, you know, là cái câu chuyện sau câu chuyện đấy, là về cái chuyện chuyện lúc mà em tỏ tình với bạn Phong ở bên cái đoàn phim đấy. So như em nói là kết thúc là ok, mình là coi như là bạn bè, mặc dù mình không bao giờ nói thẳng. Sau đây là mấy năm sau mà lúc mà em mỗi lần em kể chuyện với một người bạn Việt Nam á, thì họ nói là Jenny, em không biết không, cái câu chuyện đó rất là Việt Nam, cái tình yêu đó mới đã. And I was like, gì tình yêu gì mà đã, what the hell, no, giống như là cái đó mà đã, cái đó mới sướng là em, giống như kiểu mà yêu nhau mà không nói với nhau, mà không đến với nhau, oh man, cái đó mới là hay, cái đó mới là Việt Nam. And I'm like, no way, giống như là mày giỡn hả, mày giỡn bắt tôi hả, you know, mà it's really funny, like có như người Việt Nam nào cũng nói là cái đó là cái tình yêu mà kiểu mà đó là kiểu mà đó là nguyên chất, thơ mộng nguyên chất, kiểu mà không đến với nhau, không lãng mạn nhất á. And I was like, tại vì bản thân mình ấy, cảm giác giống như cái đó nó rất là kiểu mà torture, giống như kiểu là giống như bị ép, bị tra tấn. Yeah,
Nhưng mà sau đây á là em hiểu, tại vì ok cái chuyện đó là 2005 right. So sau đó thì là em về Việt Nam ở, thì dĩ nhiên mình vẫn thì em với bạn đó vẫn là bạn bạn nhau, chỉ có bạn thôi. Là sau đây thì là mấy năm sau thì anh lấy vợ, xong mà anh hạnh phúc, xong mà kiểu mà lâu lâu sau đó mình, lúc mà em về Việt Nam em cũng làm việc một tí, nhưng mà mình vẫn trong nghề, nhưng mà kiểu mà làm giãn cách nhau, lâu lâu thỉnh thoảng mới gặp nhau. Xong tự nhiên một ngày nào đó lúc này là chắc cũng phải hơn một năm mới nói chuyện với nhau, tự nhiên được một cái cú máy. Xong rồi nhìn bắt điện thoại nó, ô chào anh khỏe không? Xong rồi anh nói ô khỏe khỏe, nó anh muốn gọi em là vì anh muốn cho em biết là anh mới sinh con đầu tiên, bây giờ là anh làm một người cha, và anh rất muốn gọi em chia sẻ với em cho em biết. Thật sự lúc đó là em vô cùng xúc động, mà cái em rất là kiểu mà rất là yêu đời, mà kiểu mà nó rất là khó tả. Giống như là dĩ nhiên lúc đó là mình không có một cái tí mà kiểu mà tình yêu lãng mạn cho đúng anh rồi. Này là nhưng mà mình quý. Và mình rất là quý, quý cái... mà mình không có phải là, và mình nói là mình thân cũng không có phải là mình là bạn thân, giống như mình cũng đâu có phải nói chuyện với nhau thường xuyên hay là gì hết. Nhưng mà lúc đó đó mình vừa hiểu là hai người yêu nhau nhưng mà không có phải là yêu nhau giống như hai lãng vợ mạn. Chồng hay là lãng mạn hay gì hết, nhưng mà just yêu nhau cái kiểu mà rất là quý, rất là yêu quý nhau, một cái trong sạch luôn á, một cái mà nó xong rồi lúc đó thì mình mới hiểu là cái mình hiểu là tình yêu nó có bao la trong đời sống mình, có rất là nhiều loại, và mình nghe mình rất là xúc động mà bạn này mà gọi mình để cho mình chia sẻ là anh đã lên chức làm ba làm bố, you know, like it's just like really nó là một cái rất hay, một cái hành động rất là quý, một cái hành động rất là quý, và nói chung là sau đó mà em muốn chia sẻ cái suy nghĩ cuối cùng ngày đó cho nó cảm ơn quan với đời sống của mình. Cái hành trình mà của cộng đồng phim và những cái anh em trong ngành phim á, thì Ken thấy là cái nội tâm á, nó rất là, nó nghiêng nhiều vào cái nội tâm và cái cách suy nghĩ của những người mà tham gia trong cái ngành phim á, thì họ lúc nào cũng có những cái câu chuyện nhỏ nhỏ và trong cái hành trình của họ, thì lúc nào cũng kể chuyện, như là nếu mà mình kể chuyện về cái anh Stefan là rất là nhiều câu chuyện để mà chia sẻ với nhau, rất là nhiều mà những người mà trong trong đường đi của anh em cái nhóm của mình cả hai thập niên nay là cũng rất là nhiều vô số kể những cái câu chuyện. Thì Ken hy vọng đó là trong tương lai gần đây thì Jenny với Ken gặp nhau nữa trên Zoom hoặc là trong studio để thâu thêm những cái câu chuyện sẽ xảy ra trong cộng đồng điện ảnh qua công ty Pops hoặc là qua công ty Film, hoặc là kể cả những cái phim mà Jenny có đạo diễn, thì Ken rất là mong muốn để nghe tới. Cảm ơn Jenny. Yeah, thank Cảm you so much. You. Thank you You're so welcome. Much. I really enjoyed it, and we'll talk to you soon. Okay. Bong okay. Or actually, okay. I mean, chúc anh một cái ngày tốt lành. Thank you. Em okay. Đi ngủ ngon. Ngủ ngon. Okay. All right. Talk to you later. Bye. Bye bye.